Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 57. Dưới bán thánh, kẻ vượt giới, chết. 1. Kiếm mang theo một đạo kiếm quang bắn về phía nữ tử đó, trường kiếm đi qua đâu là tạo ra một khe không gian dài tới đó. Không chỉ như vậy, không gian chung quanh thanh kiếm đó lúc này không ngờ đang rung chuyển kịch liệt, giống như đang phải chịu trùng kích khủng bố vậy. Kiếm ý thập nhất trọng. Xé rách không gian. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Thiên Mị co rút lại nhỏ như mũi kim, cả người giống như mất hồn vậy, bởi vì trực giác nói với nàng ta rằng, nếu một kiếm này nhắm vào nàng ta căn bản là không đỡ nổi. Nàng ta lúc này mới hiểu rõ lời nói của nam tử đeo mặt nạ lúc trước đã nói, cũng hiểu vì sao nam tử đeo mặt nạ lại sợ người tên là Diệp Dương này như vậy. Bởi vì Diệp Dương này quá khủng bố. Sắc mặt nữ tử vừa xuất hiện cũng biến đổi, nàng ta không ngờ, một kiếm tiện tay của nam nhân trước mắt này lại khủng bố tới vậy. Nàng ta cũng là kiếm ý thiên cấp nhất trọng, nhưng, kiếm ý ẩn chứa trong thanh kiếm này không ngờ lại mang tới cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt cho nàng ta. Không dám lơ là, hai tay nữ tử nắm chặt đao kiếm trong tay, sau đó đao kiếm đan xen đột nhiên bố một cái. Loa toàn trảm. Dứt lời, một đạo kiếm khí và đao khí hiện ra, vừa xuất hiện, kiếm khí và đao khí không ngờ nhanh chóng xoắn lấy nhau. Sau đó hình thành trạng thái xoắn ốc. Quan trọng nhất là kiếm khí và đao khí này không ngờ đều là thập nhất trọng. Trong ánh mắt của đám người Thiên Mị, đao khí và kiếm khí xoắn ốc hung hăng va chạm với kiếm của Dương Diệp. Một thoáng im lặng. Ầm. Kiếm khí và đao khí xoắn ốc nổ tung, tốc độ kiếm của Dương Diệp không giảm, nháy mắt đã tới trước mặt nữ tử đó. Đồng tử của nữ tử đó co rút lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, nàng ta biết mình đã quá coi thường thực lực của nam nhân trước mắt này. Kiếm đã tới trước mặt, muốn trốn cũng không kịp, nàng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể chồng đao kiếm lên nhau chắn ở trước mặt. Ầm, cả người nữ tử trực tiếp bay ra ngoài, sau khi bay ra mấy chục trượng thì va mạnh vào vách tường rung chuyển kịch liệt, sau đó thì ầm, một tiếng đổ sập. Nhưng rất nhanh, nữ tử đó lại đứng lên, vừa đứng lên nàng ta đã chuẩn bị xuất thủ tiếp, nhưng nàng ta lại kinh hãi phát hiện. Đao và kiếm trong tay nàng ta không ngờ đã không thấy đâu. Lúc này nàng ta mới nhớ ra, đao kiếm trong tay mình lúc trước không ngờ thoáng cái đã bị đánh cho nát vụn. Đó chính là đạo khí mà. Nữ tử cố nén sự kinh hãi, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp không trả lời nữ tử, mà nhìn về phía đỉnh đầu, lúc này Lôi Lâm vẫn đang hút lôi điện, sau khi hút vào vô số thần lôi màu đen, Lôi Lâm bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể so với trước kia thì to hơn một chút, hơn nữa khí tức của Lôi Lâm so với trước kia cũng cường đại hơn rất nhiều. Tuy thần lôi màu đen cho tới bây giờ không hề có chút uy hiếp nào đối với Lôi Lâm, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không ổn. Hắn là huyền giả nghịch chủng. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên lớn tiếng nói. Từ Chỉ Tình, giết hắn, người mau giết hắn đi. Đối với nam tử tên là Diệp Dương này, nàng ta thật sự rất sợ. Không chỉ sợ thực lực của đối phương mà còn sợ cả thủ đoạn máu tanh của đối phương nữa. Huyền giả nghịch trùng. Nữ tử tên là Chỉ Tình biến sắc, lật tay, một thanh hóa đạo bốc ra hỏa diễm và một thanh huyền kiếm tỏa ra bằng khí xuất hiện trên tay nàng ta, nói. Huyền giả nghịch trùng, người dám xông vào hỏa linh tộc ta, còn ở hỏa linh tộc đại khai sát giới, người đúng là to gan lớn. Mật. Nói xong, một luồng hỏa diễm từ trong cơ thể nàng ta bay ra. Ruồng hỏa diễm đó sau khi bay đến không trung thì trực tiếp nổ tung, sau đó thì biến mất không thấy đâu. Đúng, giết hắn đi. Toàn bộ phần mặt của Thiên Mị đều trở nên vặn vẹo. Nàng ta biết, nam nhân trước mắt này mà không chết thì người chết chính là nàng ta. Có điều Từ Chỉ Tình đó không động thủ, bởi vì nàng ta căn bản không nắm chắc, điều nàng ta hiện tại muốn làm chỉ là cầm chân huyền giả nghịch chủng này, bởi vì nàng ta đã cầu viện binh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Mị biến sắc, theo bản năng lùi ra sau mấy bước, mặt mày hớt hải, nói. Diệp Dương, ngươi nếu dám giết ta sẽ đuổi tới tận chân trời góc biển để giết ngươi, ra ta là bán thánh, ngươi có mạnh tới mấy cũng không thể bằng được bán thánh, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì có lẽ ra ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ngu ngốc! Dương Diệp bấm tay búng một cái. Bốn đạo kiếm khí bắn ra. Thiên Mị hoảng hốt, có điều đúng lúc này, Từ Chỉ Tình ở bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng, tiếp theo một đạo kiếm khí và đao khí.
xuất hiện, hung hăng chém tới bốn đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Có điều, khi kiếm khí và đao khí sắp đánh lên bốn đạo kiếm khí của Dương Diệp thì một tuồng ánh sáng tím đột nhiên đánh lên đao khí và kiếm khí của Từ Chỉ Tình, ba thứ lập tức nổ tung, tiêu tán trong không trung. Từ Chỉ Tình nhìn về phía Chồn Tía trên vai Dương Diệp, Chồn Tía chớp chớp mắt, sau đó vung vung móng vuốt nhỏ, giống như đang khoe khoang. A! À, lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thiên Mị, Từ Chỉ Tình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tứ chi của Thiên Mị không ngờ đều bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà lúc này, một luồng ánh sáng tím đã bao phủ lấy Thiên Mị, tiếp theo, Thiên Mị trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở dưới chân Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì? Từ Chỉ Tình gầm lên. Dương Diệp cười lạnh, nói. Trực giác nói cho ta biết, địa vị của ngươi ở trong hỏa linh tộc không thấp, nếu như vậy, tạm thời để lại mạng cho ngươi. Nói xong, hắn vươn tay ra tóm một cái, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo thì vung lên. Từ Chỉ Tình hoảng hốt, muốn động thủ nhưng đã chậm mất rồi, bốn đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hai vai và hai chân nàng ta. Nhanh quá! Nói xong câu này, Từ Chỉ Tình cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại cũng xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp. Trong mắt Từ Chỉ Tình toàn là vẻ ngỡ ngàng, nàng ta không ngờ ở trong tay một đối thủ cùng cấp, nàng ta ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Dương Diệp nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, không nói nhiều, đang định động thủ thì Tiểu Man lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Man nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi có phải là huyền giả nghịch chủng không? Bất kể ta là ai, ta cũng sẽ không làm hại tới ngươi. Dương Diệp nói. Tiểu Man nhìn lướt chung quanh toàn bộ đều là thi thể, có một số người chưa chết hẳn, vẫn còn đang rên rỉ. Nhìn tất cả những cảnh này, Tiểu Man cười buồn bã, nói. Trừ thiên tài yêu nghiệt xếp ba thứ hạng đầu trên thánh bảng của thánh đường ra, không ai ở thánh địa có thể dùng thực lực cường giả hoàng giả cảnh để dễ dàng miểu sát cường giả cung cấp như vậy, nếu có thì cũng chỉ có huyền giả nghịch chủng. Ta không ngờ dẫn huyền giả nghịch chủng về hỏa linh tộc, còn trị thương cho ngươi, ta giết ngươi. Nói xong, một chiếc chùy đỏ rời tay Tiểu Man bay ra, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vươn tay ra tóm một cái, chùy đỏ lập tức bị hắn bắt lấy. Mà lúc này, Tiểu Man đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó dùng chiếc chùy còn lại trong tay nàng ta hung hăng đập về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, đánh ra một quyền, va chạm với chùy đỏ. Dầm một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Tiểu Man bay ngược lại. Lúc này, Chồn Tía lại vung vẩy móng vuốt nhỏ, một luồng ánh sáng tím bao phủ Tiểu Man, ngay sau đó, Tiểu Man trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp vung lên, vô số đạo ý kiếm từ kiếm ý ngưng tụ thành nháy mắt đã trói lấy Tiểu Man, khiến nàng ta không thể động đậy. Ta nhất định phải giết ngươi. Tiểu Man nhìn Dương Diệp với vẻ căm tức, trong mắt toàn là sát. Nhưng người hiện tại đánh không lại ta. Dương Diệp nói. Ngươi. Tiểu Man chán nản. Dương Diệp xua tay, nói. Rất nhiều chuyện ngươi sau này mới hiểu được. Đến lúc đó ngươi coi ta là kẻ địch, hay coi ta là bằng hữu thì ngươi tự lựa chọn. Hiện tại, ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, bởi vì ta dùng một quyền là có thể đánh ngã ngươi rồi. Hắn không phải không muốn giải thích, chỉ là hiện tại giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần lôi màu đen đã xuất hiện, cho dù hắn có 100 cái miệng cũng khó mà giải thích rõ được. Ngươi làm thế nào mà vào được hỏa linh tộc ta? Từ Chỉ Tình trầm giọng nói. Thế giới nhanh thạch nóng chảy đều có cường giả bán thánh tọa chấn. Theo lý mà nói, cho dù cường giả bán thánh ở ngoại giới cũng đừng hòng vào được. Nhưng người trước mắt này lại vào được một cách vô thanh vô tức, mà lại còn độ kiếp ở hỏa linh tộc. Là tiện nhân Tiểu Man này dẫn về. Thiên Mị đột nhiên giận dữ hét to. Đều là tại ả ta, đều là do tiện nhân này, ả ta cấu kết với huyền giả nghịch chủng. Ả ta chết chắc rồi, gia gia của ả ta cũng chết chắc. Ha ha, các ngươi đều chết chắc rồi. Bốp! Một thanh kiếm đột nhiên vỗ vào mặt Thiên Mị, mặt nàng ta lập tức sưng vù. Ngươi! Thiên Mị tức giận nhìn Dương Diệp, đang định nói gì nữa, nhưng... Bốp! Lại một tiếng bốp vang lên, Thiên Mị càng sưng hơn. Diệp Dương, ngươi chết! Bốp! A a a! Thiên Mị chu lên như lợn bị chọc tiết. Bốp! Bốp, bốp. Thiên Mị nói một câu sẽ đổi lấy một cái tát của Dương Diệp, chỉ một lúc sau, cả mặt Thiên Mị đã hoàn toàn biến hình. Cho dù ra nàng ta ở đây,
chỉ sợ cũng không nhận ra được nàng ta. Thiên Mị vẫn muốn nói, nhưng lúc này lại không thể nói được nữa rồi, chỉ có thể nhìn Dương Diệp một cách đầy oán độc. Ngươi chạy không thoát đâu. Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Dương Diệp thản nhiên nhìn đối phương, nói. Ta không hề muốn chạy. To gan. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng hét to, tiếp theo, một bàn tay to từ phía chân trời lóe lên, bàn tay to lại xé rách không gian, hung hăng tóm về phía Dương Diệp. Diệp, Diệp, Dương, ngươi, ngươi chết chắc rồi. Lúc này, Thiên Mị há há miệng, thanh âm từ trong miệng truyền ra một cách đứt quãng. Cút! Như tiếng sấm nổ, một đạo kiếm quang từ trong tay Dương Diệp phóng lên cao, kiếm quang rạch phá trường không, va chạm với bàn tay khổng lồ đó. Ầm! Không gian phía chân trời rung chuyển kịch liệt, kiếm quang tiêu tán, mà bàn tay khổng lồ trong nháy mắt cũng rụt về. Tiếp theo, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già thần sắc ngưng trọng, lão nhìn thoáng qua vết kiếm trên tay mình, lại nhìn nhìn thần lôi màu đen trên đỉnh đầu Dương Diệp, nói. Kiếm ý thiên cấp, một kích chí mạng, ngươi sao biết thuật thần thông của kiếm tu thánh dường, còn cả thần lôi màu đen này nữa, ngươi là huyền giả nghịch trùng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh lửa và lưu quang, tiếp theo, vô số cường giả hỏa linh tộc toàn bộ xuất hiện trong sân. Lớn mật, dám đổ sát huyền giả hỏa linh tộc ta. Một cường giả hoàng giả cảnh của hỏa linh tộc nhìn lướt qua thi thể ở bốn phía, lập tức nổi giận, sau đó thân hình khẽ động lao về phía Dương Diệp. Vù! Một đạo kiếm quang lóe lên, tên cường giả hoàng giả cảnh hỏa linh tộc đó thân thể khựng lại tại chỗ. Ngươi! Tên cường giả hỏa linh tộc đó còn chưa nói hết thì đột nhiên phập một tiếng, một dòng máu tươi từ yết hầu hắn bắn ra. Mọi người biến sắc, huyền kiếm trong tay Dương Diệp vung lên. Một đạo kiếm khí ở ngoài 10 trượng trước mặt hắn vẽ ra một đạo kiếm ngân dài 100 trượng, nói, dưới bán thánh, ai vượt giới, chết. Diệt thế thần lôi, 1. Vết kiếm vạch ngang trong sân, sâu không thấy đáy. Ở đầu kia của vết kiếm, đám người hỏa linh tộc kinh hãi nhìn Dương Diệp đang đứng đó, tuy Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, hơn nữa còn chỉ là nhất phẩm, nhưng Dương Diệp lúc này lại khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Một kiếm đối kháng với bán thánh mà không rơi vào thế hạ phong, một kiếm miểu sát hoàng giả cảnh. Ai dám xông lên chứ? Một kiếm trước đó, ở đây có rất nhiều người ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Càn rỡ! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng quát, tiếp theo, một luồng sóng lửa từ chân trời lóe lên, sau đó ở trong không trung hóa thành một con rồng lửa, mang theo hỏa diễm ngập trời hung hăng ập về phía Dương Diệp. Tuy con rồng lửa đó là nhằm vào Dương Diệp, nhưng năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong lại khiến một số huyền giả hỏa linh tộc trong sân không nhịn được mà run rẩy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái vươn về phía trước. Vỏ kiếm ra đây. Dứt lời, một tiếng kiếm vang đột nhiên từ trong cơ thể tiểu man vang lên, tiếp theo, một đạo kiếm quang xuất hiện, vỏ kiếm cổ hiện ra trên tay Dương Diệp. Kiếm vào vỏ rồi rời vỏ. Keng! Một đạo kiếm quang cùng với tiếng kiếm vang bay vút lên trời, dùng tốc độ mà rất nhiều người có mặt ở đây căn bản không thể thấy kịp đánh lên người rồng lửa. Trong ánh mắt của mọi người, rồng lửa và kiếm quang sau khi khẽ run rẩy thì ầm nổ tung. Đột nhiên, một tia lửa từ trong sóng khí do vụ nổ sinh ra bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh lên ngực Dương Diệp. Phập! Dương Diệp lui liền ra sau mấy bước, trước ngực hắn đã xuất hiện một lỗ máu. Nhìn lỗ máu đó, Dương Diệp thầm nghĩ. Giữa mình và bán thánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Thiên Viêm xuất hiện trong sân. Khi nhìn thấy thảm trạng của Thiên Mị, hai mắt Thiên Viêm trong nháy mắt biến thành đỏ rực, toàn bộ khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gằn giọng nói. Diệp Dương, không giết ngươi, ta thề không làm người. Không, ta muốn ngươi phải muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nói xong, lão lại xuất thủ, có điều rất nhanh lão liền ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã gác kiếm lên cổ Thiên Mị. Dương Diệp nói. Lão cẩu, người muốn đánh với ta một trận thì chờ ta kết thúc độ kiếp đã, ta sẽ đối chiến với người, nhưng hiện tại, ta không có thời gian. Người nếu dám động thủ, ta không thể ngăn cản, nhưng ta có thể khiến cháu gái người phải chết trước mặt người. Ngươi có thể thử xem tốc độ của ngươi nhanh hay là tốc độ là của ta nhanh hơn. Ngươi! Thiên Viêm tức giận vô cùng, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ có thể tức giận nói.
Diệp Dương, người không ngờ lấy nữ nhân ra để uy hiếp, người có còn là nam nhân không? Biết sao được, là cháu gái người tìm ta gây phiền toái trước. Dương Diệp nói, không thể chỉ có nàng ta chọc tức ta mãi, mà ta không thể làm gì nàng ta chứ. Thiên Viêm cả giận nói, Diệp Dương, người giết nhiều người của hỏa linh tộc ta như vậy, cho dù là đại trưởng lão và đồng phần cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Hắn là huyền giả nghịch chủng. Lúc này, lão giả bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Huyền giả nghịch chủng. Thiên Viêm đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu Dương Diệp, khi nhìn thấy thần lôi màu đen thì lão biến sắc, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiểu Man ở bên cạnh rồi phẫn nộ quát. À tiện nhân ngươi, ngươi thật đáng chết, không ngờ dẫn huyền giả nghịch chủng vào hỏa linh tộc ta, ngươi đáng chết, ta phải rút hồn phách của ngươi ra rồi ngày đêm dùng địa tâm chi hỏa mà thiêu đốt. Vù! Đúng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên vung lên, Thiên Mị lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó một cánh tay bay đến trước mặt Thiên Viêm, Dương Diệp nói. Nàng ta nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ khiến toàn bộ hỏa linh tộc ngươi phải bồi táng. Nhìn cánh tay vẫn còn đang chảy máu, cả người Thiên Viêm trong nháy mắt trở nên điên cuồng, khí thế khủng bố giống như gió lốc từ trong cơ thể lão ùa ra, cỗ khí thế đó giống như thực chất, đi qua đâu là không gian giống như sóng gợn nhấp nhô tới đó. Diệp Dương, lão phu dùng linh hồn để thề, không giết ngươi, cam nguyện thần hồn câu diệt. Hồn thệ. Tất cả người của hỏa linh tộc kinh hãi không thôi, bọn họ không ngờ Thiên Viêm này lại phát ra hồn thệ. Huyền giả không thể tùy tiện thề thốt linh tinh, đặc biệt là huyền giả cảnh giới cao. Bởi vì nếu không hoàn thành được lời thề, rất có khả năng sẽ khiến bản thân sinh ra tâm ma, một khi có tâm ma, khi đột phá hoặc là tu luyện, tâm ma quấy phá, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Viêm đã phát ra hồn thệ, điều này chứng tỏ giữa lão và Diệp Dương đã thật sự là không chết không ngừng. Ầm. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy một cột sét đen xì xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lôi Lâm, tiếp theo, cột sét màu đen này đột nhiên đánh xuống người Lôi Lâm. A! À, Lôi Lâm hét thảm một tiếng, sau đó từ trên không trung trực tiếp ngã xuống. Dương Diệp biến sắc, thân hình khẽ động, vội vàng đỡ Lôi Lâm vào lòng, vừa ôm lấy Lôi Lâm, một dòng điện lưu cường đại trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân hắn, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy, có điều hắn vẫn không buông Lôi Lâm ra. Đau quá! Lôi Lâm rên rỉ, toàn thân nàng ta trên dưới đều là điện lưu màu đen. Thấy Lôi Lâm vẫn còn có thể nói chuyện, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Đi vào trong đợi đi. Nói xong, tay phải vung lên, đưa Lôi Lâm vào trong Hồng Mông Tháp. Ngươi cũng vào đi. Diệt thế thần lôi, hai. Dương Diệp nhìn Chồn Tía. Chồn Tía lắc lắc cái đầu nhỏ. Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, hắn biết. Chồn Tía muốn giúp hắn. Lập tức cười cười rồi nói. Không sao, ta có thể giải quyết được mà, người vào chiếu cố nàng ta giúp ta, được không? Chồn Tía do dự một hồi mới gật gật đầu, sau khi nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Diệp mới hóa thành một luồng ánh sáng tím chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Am! Chồn Tía vừa tiến vào trong Hồng Mông Tháp, từng đạo thần lôi màu đen không ngừng xuất hiện, sau khi thần lôi màu đen xuất hiện, một cỗ uy áp diệt thể xuất hiện trong sân. Rất nhiều cường giả dưới cỗ uy áp này không ngờ trực tiếp ngã vật xuống đất, mà trong đó không ngờ còn có một bộ phận cường giả hoàng giả cảnh. Thiên Viêm và lão giả bán thánh bên cạnh lão nhìn nhau, trong mắt hai người toàn là vẻ ngưng trọng, bởi vì sự khủng bố của thần lôi này không kém bao nhiêu so với thiên kiếp mà bọn họ phải độ qua khi trở thành bán thánh. Quả nhiên là huyền giả nghịch chủng. Thiên Viêm gần giọng nói. Chẳng trách ngay cả trời cũng không chịu dung tha cho hắn. Đánh xuống thần lôi như vậy. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu, sau đó nói. Tiểu man đó dẫn huyền giả nghịch chủng vào hỏa linh tộc, đây là tội lớn, ả có chết muôn lần cũng khó xóa được sai lầm này. Đợi sau khi trấn áp người này rồi, phải dùng tộc quy để xử phạt. Ta muốn chúng có muốn chết cũng không được. Thiên Viêm gằn giọng nói. Chúng ta xuất thủ chứ. Lão già bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Thiên Viêm lắc đầu, nói. Kẻ này cũng có chút thực lực, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ e Thiên Mị có thể sẽ gặp nguy hiểm, trước tiên cứ để hắn độ kiếp đã, vào thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ động thủ. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đang đứng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thần lôi màu đen xì phía chân trời,
hiện tại lực lượng ẩn chứa trong thần lôi màu đen này ít nhất cũng khủng bố hơn thần lôi màu đen lúc trước gấp 10 lần. Đây căn bản không phải là kiếp mà cường giả hoàng giả cảnh nên độ, cũng không phải là kiếp mà cường giả hoàng giả cảnh có thể độ được. Đột nhiên, thần lôi màu đen trên đỉnh đầu Dương Diệp chuyển động, sau một thoáng, một cột sét mang theo diệt thế chi uy từ trên không trung đánh xuống người Dương Diệp. Thần lôi đen xì đi qua đâu, không gian sụp đổ tới đó, một cái khe không gian cực dài xuất hiện ở phía sau thần lôi đen xì. Xem ra, Thương Thiên thật sự là muốn dồn ta vào chỗ chết rồi. Trương mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, vươn tay ra tóm một cái, ý kiếm xuất hiện trong tay, ý kiếm vào vỏ, khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra. Chảm! Theo một tiếng gầm của Dương Diệp, một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm bắn lên cao, mà ý kiếm trong tay hắn thì ầm ầm vỡ vụn. Kiếm khí mang theo kiếm quang hướng thẳng tới chân trời, đi qua đâu, cũng giống như thần lôi đen xì, không gian trong nháy mắt sụp xuống tới đó. Một cái khe màu đen dài ngoằng cũng xuất hiện phía sau kiếm khí. Mạnh quá! Nhìn thấy một màn này, vô số người trong sân phải kinh hãi. Đó Thiên Viêm và lão giả bán thánh bên cạnh lão cũng biến sắc, đặc biệt là Thiên Viêm, lão không ngờ, thực lực của người mà lão từng coi là coi kiến này lại khủng bố tới vậy. Chỉ một kiếm này thôi, cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm bình thường căn bản đã không thể đỡ nổi rồi. Phải trừ bỏ kẻ này. Thiên Viêm trầm giọng nói. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì người trước mắt này đã khiến cho hai người bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Trong ánh mắt của họ, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen hung hăng va vào nhau. Một tiếng nổ vang vọng xung quanh, tiếp theo kiếm khí và cột sét màu đen vỡ tan trong không trung, vô số kiếm khí và điện lưu màu đen tán loạn trong không trung, thỉnh thoảng lại rải xuống dưới, khiến bên dưới trở thành một đống hỗn độn. Mà đúng lúc này, một đạo thần lôi màu đen so với đạo trước thì lớn hơn gấp đôi hiện ra, sau khi đạo thần lôi màu đen này xuất hiện, kiếm khí và thần lôi màu đen lúc trước đều tán loạn, tiêu tán trong không trung. Nhìn thấy đạo thần lôi màu đen này, lão giả bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm biến sắc, vội vàng quát. Người dưới hoàng giả cảnh lui 10 dặm. Nghe vậy, cường giả hỏa linh tộc phía sau hai người, trừ hoàng giả cảnh ra đều vội vàng lướt ra sau. Nhìn đạo thần lôi màu đen này, không chỉ cường giả hoàng giả cảnh của hỏa linh tộc, cho dù là Thiên Viêm và lão giả bán thánh sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây đâu phải là cường giả hoàng giả cảnh đang độ kiếp. Lão giả bên cạnh Thiên Viêm nói với vẻ ngưng trọng. Kẻ này trong huyền giả nghịch chủng rốt cuộc là ai, không ngờ dẫn tới thiên phạt như vậy. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ thì hắn cũng sẽ chết. Thiên Viêm gằn giọng nói. Lát nữa chúng ta chú ý một chút, tránh cho hắn chó cùng rứt dậu xuống tay với Thiên Mị và Chỉ Tình. Ha ha! Lúc này, Thiên Mị đột nhiên cười gằn. Diệp Dương, xem ra Thương Thiên cũng không tha cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Dương Diệp không để ý tới Thiên Mị, nữ nhân này, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Nhìn thần lôi màu đen ở phía chân trời, Dương Diệp lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy được sự uy hiếp nghiêm trọng. Đúng lúc này, không trung lại xuất hiện một đạo thần lôi màu đen, đạo thần lôi màu đen này so với đạo lúc trước không chỉ to hơn gấp đôi, mà đạo thần lôi này dùng tốc độ cực nhanh đi sát theo sau đạo thần lôi lúc trước, hai đạo thần lôi màu đen, đầu đuôi nối nhau liền thành một cột sét cực dài hung hăng đánh xuống. Vẫn chưa hết, cột sét màu đen thứ ba lại xuất hiện, tiếp theo, cột thứ tư, thứ năm cũng xuất hiện. Mỗi một cột phía sau đều to hơn gấp đôi cột phía trước. Rút! Ánh mắt Thiên Viêm và lão già bên cạnh lão lộ ra vẻ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi dẫn mọi người lui về phía sau 10 dặm. Kiếp lôi ngưng hình, Dương Diệp vẫn lạc một. Năm đạo thần lôi màu đen nối đuôi nhau, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa ập về phía Dương Diệp. Khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong khiến cho tất cả kiến trúc chung quanh Dương Diệp trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà... Mặt đất trong phạm vi 10 dặm chung quanh lấy Dương Diệp làm trung tâm trực tiếp sụp xuống sâu tới mấy trăm trượng. Thanh thế khiến người, giống như tận thế hàng lâm. Ở trung tâm uy áp của thần lôi màu đen, Dương Diệp giống như một chiếc thuyền gỗ đi trong mưa rền gió dữ, nhỏ yếu và không chịu nổi một kích. Nhìn thần lôi màu đen đang đánh xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn. Kiếp này căn bản không phải hoàng giả cảnh có thể độ được,
cho dù là cường giả bán thánh cường giả không nhất định có thể vượt qua. Âm, một cỗ kiếm ý khủng bố phóng lên cao, kiếm ý hình thành một tấm chắn kiếm ý chặn ở đỉnh đầu Dương Diệp, đón đỡ uy áp khủng bố của thần lôi màu đen. Keng, một tiếng keng vang từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp phóng lên cao, vút thẳng tới chân trời. Tay phải Dương Diệp thò về phía trước, kiếm ngưng tụ trong tay hắn, nắm chuôi kiếm, Dương Diệp nói với vẻ dữ tợn. Ngươi không để ta sống thì ta sẽ chống lại ngươi. Dứt lời, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng! Cùng với tiếng kiếm vang bén nhọn, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang mang theo kiếm mang rất dài một đường xé rách không gian, bắn về phía thần lôi màu đen ở chân trời. Kiếm ý thập nhị trọng. Lão giả bán thánh bên cạnh Thiên Viêm thất thanh hô lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, nói. Sao có thể như vậy, người này không ngờ là kiếm ý thiên cấp nhị trọng, không chỉ như vậy, bên trong một kiếm này của hắn không ngờ là bảy kiếm chồng nhau, uy lực của một kiếm này cho dù là ta cũng phải ứng phó một cách cẩn thận. Trong huyền giả nghịch trùng sao có thể xuất hiện kiếm tu cường đại như vậy, sao có thể. Sắc mặt Thiên Viêm cũng trầm như nước, không nói gì, chỉ có hai tay là đang nắm chặt. Huyền khí trong cơ thể đã được âm thầm vận chuyển. Nhìn đạo kiếm khí đó, Tiểu Man ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi không phải huyền giả nghịch trùng, ngươi không phải huyền giả nghịch trùng. Ta biết ngươi là ai rồi. Trong ánh mắt của mọi người, đạo kiếm khí của Dương Diệp và đạo thần lôi thứ nhất đã chạm nhau. Ầm, một tiếng nổ vang vọng cả chân trời, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen đầu tiên ầm ầm vỡ nát. Nhưng mà ngay sau đó, đạo thần lôi màu đen thứ hai đã chấn nát toàn bộ tia sét và kiếm khí do thần lôi và kiếm khí va chạm gây ra. Tiếp theo, tốc độ không giảm giáng xuống Dương Diệp ở phía dưới. Keng! Mà đúng lúc này, lại một tiếng kiếm vang lại vang vọng, tiếp theo, lại một đạo kiếm khí phóng lên cao, đón đỡ đạo thần lôi màu đen này. Tám đạo kiếm khí chồng nhau. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm lại thất thanh, nói. Sao có thể? Hắn không ngờ có thể trong nháy mắt chồng tám lần kiếm khí, hắn sao mà làm được như vậy? Thiên Viêm không nói gì, nhưng trong mắt lão cũng đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Này đạo kiếm khí chồng nhau, tuy không giết được lão cũng có thể phá tan, nhưng không thể phủ nhận, nó đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà một kiếm này là do một huyền giả vừa tấn thăng hoàng giả cảnh thi triển. Nếu hắn đạt tới bán thánh, Thiên Viêm không nghĩ tiếp nữa. Bởi vì kết quả đó sẽ khiến lão không được thoải mái. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen thứ hai va vào nhau. Ầm, vừa tiếp xúc, toàn bộ chân trời bộc phát ra một tiếng nổ, tiếp theo, không gian ở đó rung chuyển kịch liệt, mà mặt đất ở bên dưới thì dưới uy áp khủng bố do kiếm khí và thần lôi sinh ra tại sụp xuống sâu mấy chục trượng. Ầm, không trung lại phát ra tiếng nổ. Đó là dư uy của kiếm khí và đạo thần lôi thứ hai va chạm sinh ra. Tay phải Dương Diệp vươn ra, ý kiếm lại xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó thì vào vỏ. Hắn khi ở tôn giả cảnh, nhiều nhất chỉ có thể trồng bảy đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Nhưng sau khi hắn đề thăng tới hoàng giả cảnh, thực lực chỉnh thể đã đề thăng trên diện rộng, lực lượng đề thăng cũng đề thăng rất nhiều, bởi vậy, trảm thiên bạt kiếm thuật, hiện tại hắn ít nhất có thể trong nháy mắt trồng 10 đạo lên nhau. Nếu không tiếc phải trả giá đắt, thậm chí có thể trồng 11 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Chỉ là như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao huyền khí, cho dù hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, nhưng huyền khí trong cơ thể vẫn không thể giúp hắn thi triển trồng trảm thiên bạt kiếm thuật một cách không kiêng nể gì. Theo hắn suy đoán, nếu thi triển trồng 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, với huyền khí trong cơ thể hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ thi triển được 5 lần. Có thể nói, hiện tại vào ưới thực lực của hắn, gặp phải bán thánh. Cho dù đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn có thể. Khi Dương Diệp đang chuẩn bị rút kiếm thì ba đạo thần lôi màu đen ở chân trời đã ngừng lại. Dương Diệp nhướng mày, đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì thần lôi màu đen ở phía chân trời đột nhiên hòa vào nhau. Sau khi biến ảo, một con lôi long màu đen dài mấy trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp. Kiếp lôi ngưng hình. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm kinh hãi nói. Kiếp lôi ngưng tụ hình dạng. Chỉ có khi đột phá bán thánh mới xuất hiện, Diệp Dương này chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, sao có thể khiến kiếp lôi ngưng tụ hình dạng. Hắn là huyền giả nghịch trùng, trong thanh âm của Thiên Viêm mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, nói. Nếu là người bình thường, trời cao khẳng định sẽ không để loại lôi kiếp này xuất hiện trên người một huyền giả hoàng giả cảnh.
nhưng hắn là huyền giả nghịch chủng, nếu là huyền giả nghịch chủng, vậy thì những chuyện không hợp lý đều có thể chấp nhận được. Bởi vì trời cao là muốn hắn chết, chứ không phải là muốn hắn phải chịu khổ. Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu nói. Người này cũng lớn mật thật, dám độ kiếp ở hỏa linh tộc ta, hừ, đây là khinh hỏa linh tộc ta không có người à. Tùy thời chuẩn bị, đạo lôi long này chắc chính là một kích cuối cùng, bất kể hắn có thể tiếp được hay không chúng ta cũng phải xuất thủ. Thiên Viêm nói. Hiểu rồi. Gâu. Lôi long cực lớn từ thần lôi màu đen ngưng tụ thành gầm lên giận dữ với Dương Diệp ở phía dưới, long uy và lôi uy vô tận như phô thiên cái địa trút xuống, giống như trời sập. Mọi người lui về phía sau 10 dặm, không, lui về phía sau 20 dặm. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm kinh hãi nói, bởi vì sau khi cỗ long uy và lôi uy này xuất hiện, cường giả tôn giả cảnh ở bên cạnh lão không ngờ trực tiếp ngã vật xuống đất, giống như khí lực toàn thân bị hút hết vậy, không chỉ cường giả tôn giả cảnh, cho dù là một số cường giả hoàng giả cảnh cả người cũng co quắt DP, giống như muốn cúi lại. Mà ba nữ tử ở bên cạnh Dương Diệp thì sắc mặt trắng bệch, thân thể không khỏi run rẩy. Đặc biệt là Thiên Mị đã bị thương càng không chịu nổi. Cả người không ngờ xê cô giật điên cuồng như bị động kinh. Tiểu Man và Từ Chỉ Tình thì đỡ hơn một chút, có điều thân thể hai người cũng đang run rẩy. Diệp Dương, sao Thiên Mị và Chỉ Tình ra đây, bằng không lão phu sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn. Nhìn bộ dạng của Thiên Mị, Thiên Viêm giận tím mặt, muốn động thủ. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Viêm, nói. Lão cẩu, ngươi còn nói thêm một câu nữa thì ta sẽ khiến cho cháu gái ngươi thần hồn câu diệt. Thiên Viêm giận dữ, đang muốn lên tiếng thì lão già bán thánh ở bên cạnh lão cản lão lại, nói. Đừng khiến hắn kích động, hắn hiện tại khẳng định đã sắp phát điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên Viêm hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, chỉ oán độc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không bận tâm tới Thiên Viêm, mà nhìn về phía Tiểu Man, nói. Hiện tại ta nếu thả ngươi đi, bọn họ khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi, chờ ra ra ngươi đến rồi. Ta sẽ cho ngươi đi. Nói xong vung tay một cái, 10 thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện, xoay quanh trên đỉnh đầu Tiểu Man, dưới sự gia trì của kiếm ý thập nhị trọng, 10 thanh huyền kiếm đạo cấp đó lập tức chống đỡ được đại bộ phận uy áp, khiến cho Tiểu Man đỡ hơn nhiều. Tiểu Man không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Gừ. Đúng lúc này, lôi long ở phía chân trời đột nhiên đối với gầm lên với Dương Diệp, một cột sét màu đen cực lớn to tới trăm trượng từ trong miệng lôi long bắn ra. Sau đó mang theo khí tức khủng bố nghiền ép về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, tay phải nắm chuôi ý kiếm rồi rút ra, kiếm vỡ, một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn lên cao, kiếm khí dùng cực nhanh dùng đánh lên cột sét đó. Ầm một tiếng, đạo kiếm khí đó tiêu tán, mà cột sét đó thì chỉ run run, sau đó tốc độ không giảm giáng xuống người Dương Diệp. Đồng tử Dương Diệp co rút lại. Một kiếm trước đó của hắn là tám đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng lên nhau. Tám đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau không ngờ chỉ làm cho cột sét này run run. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cột sét đó đã đi tới đỉnh đầu hắn. Ý kiếm vào vỏ rồi rời vẻ. Lại một đạo kiếm khí phóng lên cao, đạo kiếm khí này so với đạo kiếm khí lúc trước thì có tốc độ nhanh hơn, cường đại hơn, bởi vì lần này là chín đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau. Kiếm khí đánh lên đỉnh cột sét. Cột sét lại run run, tiếp theo, ầm một tiếng, kiếm khí và cột sét cùng nổ tung, kiếm khí và lôi điện màu đen bắn ra đâu, không gian nơi đó trong nháy mắt liền bị rách, toàn bộ chân trời tà một mảng hỗn độn. Gừ. Lúc này, lôi long cực lớn trên không trung đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo đuôi rồng quét một cái, sau đó từ trên không trung hung hãn lao về phía Dương Diệp ở phía dưới. Quanh người lôi long, vô số tồi điện màu đen lấp lánh. Những lôi điện màu đen này giống như một cái lưới phủ lấy lôi long, khiến cho lôi long thoạt nhìn hơi có chút quỷ dị. Khi lôi long đâm xuống Dương Diệp, mặt đất ở vị trí Dương Diệp đang đứng không ngừng sụp xuống, không đến thời gian một hơi thở. Vị trí Dương Diệp đang đứng đã sụp sâu mấy trăm trượng, hơn nữa còn đang dùng tốc độ cực nhanh mà sụp xuống tiếp. Còn người Dương Diệp co rút lại, vươn tay ra, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, chui vào vỏ. Trảm thiên bạt kiếm thuật, chí mệnh nhất kích. Dứt lời, một đạo kiếm khí sáng như tuyết hiện lên, mà khi đạo kiếm khí này xuất hiện, toàn bộ chân trời đều rung chuyển. 11 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật cộng với chí mệnh nhất kích tam trọng. Đây là một kích mạnh nhất của Dương Diệp hiện tại. Thi triển một kích này,
nếu không phải có một thanh huyền kiếm đạo cấp chống cho hắn, hắn chỉ sợ đã ngã xuống rồi, bởi vì một kích này trong nháy mắt đã hút hết huyền khí trong cơ thể hắn. Không chút do dự, hắn lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm cuối cùng rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ầm, cả chân trời vang lên một tiếng nổ lớn, trong ánh mắt của mọi người, kiếm quang trên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp dần dần tiêu tán, rất nhanh lại ầm một tiếng, đạo kiếm khí đó của Dương Diệp vỡ vụn. Tiếp theo lôi long thân thể đã trở nên hư ảo dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Con người Dương Diệp co rút lại, không chút nghĩ ngợi tay phải vung lên, kình khí đánh bay Tiểu Man ra ngoài. Mà cơ hồ là cùng lúc, một bàn tay khổng lồ đã tóm Thiên Mị và Chỉ Tình đi. Ầm, cả người Dương Diệp trong nháy mắt đã bị lôi long bao phủ. Nhiên ý, lại thấy nhiên ý, một. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bị lôi long kia nuốt gọn, vô số điện lưu bắn ra, hình thành một lỗi khu cường đại. Không, sau khi Tiểu Man bị Dương Diệp đấy ra, nàng ta đầu tiên là ngấn người, sau khi phục hồi lại tinh thần thì nhìn thấy cảnh Dương Diệp bị lôi long nuốt gọn, lập tức không thèm nghĩ ngợi lao về phía lôi khu, có điều rất nhanh nàng ta bị những lôi điện màu đen bắn cho bay ngược về. Nhưng nàng ta vẫn không bỏ cuộc, lại hết lần này tới lần khác tiến lên, giống như là bị điên. Hắn chết rồi à? Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm nhìn vực sâu phía dưới, đúng vậy, lúc này vị trí Dương Diệp đứng đã sụp xuống thành một vực sâu, cách mặt đất chừng gần nghìn trượng. Mà đây là do lỗi long lúc trước tạo thành. Không cảm nhận được khí thức của hắn. Thiên Viêm nhíu mày nói. Huyền giả nghịch trùng đều là bất tử, hắn chắc còn sống đấy, như vậy cũng tốt, như vậy ta mới có cơ hội giải được mối hận trong lòng. Đáy vực sâu, điện lưu cường đại không ngừng lan ra bốn phía, điện lưu cường đại này đi qua đâu, mặt đất cháy đen tới đó, không tới một lúc, lòng đất đã toàn bộ trở thành cháy đen. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Lúc này cả người Tiểu Man đầy vết thương, nhưng nàng ta vẫn hết lần này tới lần khác lao tới vị trí của Dương Diệp. Khi Dương Diệp thi triển ra gia kiếm ý thập nhị trọng, nàng ta biết, nàng ta đã sai rồi. Nam nhân mà nàng ta nhặt về này căn bản là không phải là huyền giả nghịch chủng, nàng ta đã trách lầm hắn, đồng thời còn muốn giết hắn, nhưng hắn vào thời khắc nguy cấp cuối cùng lại vẫn không quên cứu nàng ta. Cứu hắn. Lúc này, trong đầu Tiểu Man chỉ có suy nghĩ này. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, điện lưu vốn đang lan ra bốn phía không ngờ bắt đầu tụ lại ở vị trí Dương Diệp đang đứng, không đến một lúc, giữa lòng đất liền xuất hiện một quả lôi cầu màu đen cực lớn. Thế này là sao? Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm kinh ngạc nói. Hai mắt Thiên Viêm híp lại, hai tay đã thả lỏng lúc trước lại bắt đầu chậm rãi siết lại. Lôi cầu đang nhỏ đi. Có người cả kinh nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, lôi cầu đó đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy để nhỏ đi, rất nhanh, cầu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người này mọi người đều biết, bởi vì đây chính là Dương Diệp và Lôi Lâm lúc trước đã cắn nuốt thần lôi màu đen. Lúc này, trong tay trái Lôi Lâm có một quả cầu nhỏ màu đen đang bồng bềnh, sau lưng còn có một đôi cánh một đôi giống như từ lôi điện tụ thành. Dương Diệp thì đang quỳ gối dưới đất. Hai tay nắm lấy một thanh ý kiếm đang cắm dưới đất, có thể nhìn ra được, nếu không phải ý kiếm này đỡ cho hắn thì hắn đã ngã xuống đất rồi. Hắn không ngờ lại không sao cả. Lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Trong mắt Thiên Viêm hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Động thủ. Nói xong, bấm tay búng một cái, một luồng hỏa diễm màu nâu đậm bắn về phía Dương Diệp. Tốc độ của hỏa diễm cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Lôi Lâm đột nhiên đứng chắn ở trước mặt Dương Diệp, sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng ta vung đi, lôi cầu màu đen trong tay mang theo một đạo lôi điện va chạm với luồng hỏa diễm đó. Ầm! Hỏa diễm trong nháy mắt đã bị lôi cầu chấn nát, tiếp theo thì nó quay lại trong tay Lôi Lâm. Thiên Viêm ngây ra, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại trên người Lôi Lâm, sau đó cả kinh nói. Ngươi là Thiên Địa Linh Vương, sao có thể? Cái gì gọi là Thiên Địa Kinh Vương? Kỳ thật chính là Thiên Địa linh vật có ý thức thật sự, cùng với có thể hóa thành hình người thì được gọi là Linh Vương. Loại Linh Vương này đã không còn là Thiên Địa linh vật bình thường, bởi vì bọn họ có linh trí chân chính, giống như nhân loại vậy. Không chỉ như vậy, thực lực của bọn họ cũng cường đại hơn Thiên Địa linh vật rất nhiều, hơn nữa còn được Thiên Địa che chở. Loại Linh Vương này từ sau thời đại viễn cổ,
thiên địa đã không đản sinh ra nữa. Đương nhiên, loại linh vương này ở thánh địa vẫn có điều hai linh vương đó lão biết, hơn nữa hai linh vương đó còn là được truyền từ thời đại viễn cổ. Mà hiện tại lão không ngờ lại thấy được một thiên địa linh vật chưa bao giờ được nghe nói, điều này khiến lão sao có thể không kinh hãi. Nhưng rất nhanh, trong mắt lão xuất hiện vẻ hưng phấn, bởi vì, chỉ cần cắn nuốt thiên địa linh vật này, thực lực của lão ít nhất cũng có thể đề cao gấp đôi. Diệp ca ca gọi ngươi là lão cẩu, không nói chuyện với ngươi. Lôi Lâm chớp chớp mắt, nói. Thiên Viêm giận dữ, nói. Ngươi muốn chết à? Nói xong tay phải cách vỗ về phía Lôi Lâm, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng đập về phía Dương Diệp và Lôi Lâm. Lôi Lâm chớp chớp mắt, giống như đang sợ hãi, nàng ta vội vàng lách ra sau lưng Dương Diệp, nhưng rất nhanh, nàng ta lại đứng ra. Bởi vì nàng ta giống như nhớ ra Dương Diệp hiện tại đang ở trong trạng thái trọng thương. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng ta không ngừng vỗ lên lôi cầu màu đen, vừa vỗ vừa thổi, rất nhanh, lôi cầu màu đen từ to bằng nắm đấm biến thành to bằng đầu người. Tiếp theo, hai tay nàng ta vỗ mạnh, lôi cầu mang theo một đạo lôi quang đâm về phía bàn tay không lô đó. Ầm một tiếng, lôi cầu vỡ vụn, bàn tay khổng lồ thì vẫn tiếp tục vỗ xuống. Mặt Lôi Lâm trắng bệch, không biết phải làm thế nào. Cũng may đúng lúc này một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay nàng ta, tiếp theo, Dương Diệp đứng chắn trước mặt nàng ta. Chảm! Ý kiếm trong vỏ kiếm cổ rời khỏi vỏ, ý kiếm vỡ vụn, kiếm quang sộc lên trời, bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ đó. Nhưng mà Dương Diệp thì lại, hư, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, kiếm quang và bàn tay khổng lồ tiêu tán. Cổ tay Dương Diệp khẽ động. Hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện trong lòng, hắn điên cuồng hấp thu năng lượng của đá năng lượng siêu phẩm. Cẩn thận! Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Tiểu Man. Dương Diệp biến sắc, đột ngột xoay người lại, vừa quay người, một bàn tay năng lượng khổng lồ đã đánh vào ngực hắn. Bùm! Cả người Dương Diệp cong lên, sau đó thì bay ngược ra ngoài, ở trên không trung lại phun ra một búng máu, cách trước mặt hắn không xa. Là lão giả bán thánh đó. Mà lúc này, tay phải của lão giả bán thánh đang khống chế cổ Lôi Lâm thì đang không ngừng giãy giụa. Khóe mắt Dương Diệp như muốn rách ra. Mà đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, ở trên không trung cố gắng xoay người, vừa xoay người, Thiên Viêm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh hỏa kiếm đang tỏa ra hỏa diễm đã đâm thẳng vào ngực hắn. Không kịp né tránh nữa rồi. Bởi vì hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn khử đi được hết lực lượng của lão giả bán thánh, bởi vậy, thân thể căn bản không thể cường hành né tránh. Mà đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn trước mặt hắn, tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng hự. Không! Hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên đỏ rực, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp từ trong cơ thể xuất hiện, vòng qua nữ tử trước mặt hắn, điên cuồng bắn về phía Thiên Viêm đang cầm hỏa kiếm. Thiên Viêm hơi biến sắc, trường kiếm trong tay vung thật nhanh. Không ngừng đỡ gạt. Sau khi lão cản được những thanh huyền kiếm này, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài hơn trăm trượng. Mà ở trong lòng Dương Diệp đang ôm một nữ tử này không phải ai khác, chính là Tiểu Man, nàng ta lúc trước đã cản một kiếm cho Dương Diệp. Ha ha! Thiên Viêm điên cuồng cười to. Diệp Dương, người đau đớn lắm phải không? Ta lúc trước đã nói rồi, ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Người yên tâm. Đây chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ khiến nữ nhân này và cả tiểu nữ oa đó của ngươi phải chịu hết tất cả sự vũ nhục tàn ác vô nhất đạo nhất trong thiên hạ. Còn ngươi, ngươi cứ yên tâm, tuy ngươi sẽ không chết, nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, tất cả phương thức hình phạt và tra tấn trên đời này ta đều sẽ nhất nhất thử hết trên người ngươi. Diệp Dương này khiến lão lúc trước không chỉ tổn thất 10 viên hỏa tinh thạch, mà còn tra tấn cháu gái duy nhất của lão thành như vậy, hiện tại có thể tự tay báo thù. Trong lòng lão tất nhiên là sảng khoái không gì tả xiết. Dương Diệp ôm Tiểu Man, tay trái che đi lỗ kiếm đang thiêu đốt ở trước ngực Tiểu Man, thanh âm mang theo vẻ thống khổ, nói. Nhà đầu ngốc nghếch, ngươi có biết không, hắn không đả thương được ta đâu, ngươi vì sao muốn đỡ kiếm này thay ta, ngươi là muốn ta nợ ngươi tới hai cái mạng à? Ta chỉ có một cái mạng thôi, ta không trả nổi cho ngươi đâu. Một kiếm trước đó, với nhục thân của hắn là hoàn toàn có thể đỡ được. Đương nhiên hắn sẽ bị trọng thương, bởi vì đối phương là bán thánh, chứ không phải cường giả hoàng giả cảnh. Nhục thân hắn tuy mạnh,
nhưng vẫn chưa mạnh tới mức có thể bất chấp công kích của cường giả bán thánh. Ta lúc trước đã hiểu lầm ngươi, còn ra tay với ngươi, ngươi sẽ không giận ta chứ? Khí tức Tiểu Man rất suy yếu, nói nghe như tiếng muỗi kêu. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không trách ngươi, trước giờ chưa từng trách ngươi, bởi vì không có ngươi ta đã chết lâu rồi. Vậy thì tốt. Tiểu Man mỉm cười, tiếp theo, nụ cười của nàng ta cứng lại. Dương Diệp đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay đang che trước ngực Tiểu Man hạ xuống, ở trước ngực Tiểu Man là một lỗ kiếm to như nắm đấm vẫn đang cháy hừng hực. Trong lỗ kiếm, một luồng hỏa diễm vẫn đang tàn sát bừa bãi ngũ tạng lục phủ của Tiểu Man. Tiểu Man chỉ là hoàng giả cảnh, sao có thể chịu được một kích toàn lực của cường giả bán thánh như Thiên Viêm. Khi hỏa kiếm đâm vào trong cơ thể nàng ta, ngũ tạng lục phủ của nàng ta trong nháy mắt đã bị phá hủy. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đưa thi thể Tiểu Man vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi thi thể của Tiểu Man tiến vào Hồng Mông Tháp, linh hồn của Tiểu Man từ trong cơ thể Tiểu Man chậm rãi bay ra, Tiểu Man ở thể linh hồn ngỡ ngàng nhìn bốn phía, tiếp theo ầm một tiếng, linh hồn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh linh hồn phiêu tán ra xung quanh. Diệp ca ca, Lôi Lâm bị lão giả bán thánh tóm cổ đang giãy giụa, từng giọt nước mắt trong suốt từ trong hai mắt nàng ta trào ra, mà miệng thì không ngừng gọi Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua người của hỏa linh tộc ở chung quanh, nói. Ta được Tiểu Man cứu, bởi vậy, ta không chỉ không có địch ý với hỏa linh tộc, ngược lại, còn có một chút cảm kích. Nhưng hỏa linh tộc các ngươi lại ra tay vào lúc ta đang độ kiếp, không chỉ thiếu chút nữa khiến ta sắp thành lại bại, còn khiến Tiểu Man bỏ mạng. Dương Diệp ta có ơn báo ơn, có oán tất nhiên phải báo oán. Từ hôm nay, phàm là hỏa linh tộc mà hai mắt ta nhìn thấy, toàn bộ sẽ phải chết. Dứt lời, kiếm ý thập nhị trọng từ trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng trào ra. Tiếp theo, kiếm ý giống như thực chất trực tiếp bùng cháy. Khí tức của Dương Diệp không ngừng tăng vọt, hoàng giả cảnh nhất phẩm, hoàng giả cảnh tam phẩm, hoàng giả cảnh tam phẩm, hoàng giả cảnh tam phẩm, vẫn tiếp tục để thăng. Tàn sát, không chết không ngừng. Một, cảnh giới của Dương Diệp liên tục để thăng, không đến mấy hơi thở đã vọt lên tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng cảnh giới kiếm ý của hắn lại biến thành thiên cấp nhất trọng. Nhìn Dương Diệp trong nháy mắt đã đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, vô số huyền giả của hỏa linh tộc ngây ra như phỗng. Người trước mắt này, lúc trước vừa mới đột phá đến hoàng giả cảnh mà thôi. Hiện tại lại biến thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Rồi. Sao có thể như vậy được? Tôn giả cảnh đã có thể miểu sát hoàng giả cảnh, hiện tại hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm, vậy thực lực sẽ khủng bố cỡ nào? Nghĩ vậy, vô số huyền giả hỏa linh tộc không khỏi có chút sợ hãi. Cảnh giới của Dương Diệp không tăng lên, nhưng khí tức thì lại vẫn cứ tăng, không đến một lúc, khí tức từ trên người hắn phát ra giống như núi cao biển lớn, mang tới cảm giác áp bách trầm trọng cho người khác. Thiên Viêm và lão già bán thánh cũng bị một màn này khiến cho ngây ngốc, hai người cũng không ngờ thực lực của Diệp Dương ở trước mắt bọn họ lại tăng vọt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm. Có điều với thực lực và nhân lực của hai người, rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Thiên Viêm cười lạnh một tiếng, nói. Diệp Dương, dựa vào bí pháp cường hành để thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, tuy có thể khiến thực lực của ngươi gia tăng rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nực cười là, ngươi không ngờ còn tuyên bố muốn đổ sát hỏa linh tộc ta. Đúng là nực cười đến cực điểm, ngu xuẩn đến cực điểm. Dương Diệp vươn tay ra, ý khí tếm ngưng tụ, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp gần giọng nói. Lão cẩu. Hỏa linh tộc sẽ bởi vì ngươi và cháu gái của ngươi mà phải trả cái giá mà cả đời hỏa linh tộc cũng không thể nào trả nổi. Dứt lời, kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm vang sộc lên trời. Một đạo kiếm quang giống như bóng câu qua khe cửa, chợt lóe lên trong sân, tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi một số cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể nhìn thấy. 15 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau, chí mệnh nhất kích tam trọng, quang chi kiếm tốc. Ở đây chỉ có hai người thấy rõ quỹ tích của kiếm này, đó chính là Thiên Viêm và lão giả bán thánh. Khi nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi, đặc biệt là lão giả bán thánh, trong mắt lão toàn là vẻ kinh sợ, bởi vì một kiếm này đang bắn nhanh về phía lão. Tuy kinh hãi trước uy lực của một kiếm này, nhưng lão tốt xấu gì cũng là cường giả bán thánh, phản ứng không hề chậm, cơ hồ là vào một khắc Dương Diệp xuất kiếm, lão đã chuẩn bị xuất thủ. Có điều đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện trong sân,
Tiếp theo, sắc mặt Thiên Viêm và lão giả bán thánh lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt từ bán thánh hạ xuống còn hoàng giả cảnh cửu phẩm. Sao có thể như vậy được? Lão giả bán thánh kêu lên thất thanh, lão vừa muốn xuất thủ, có điều bởi vì do cảnh giới bị chấn áp nên chậm mất nửa nhịp. Sau đó một đạo kiếm quang trực tiếp đánh lên ngực lão. Đúng vào lúc này, trên người Lôi Lâm đang bị lão kẹp cổ đột nhiên bộc phát ra một đạo lôi quang chói mắt, lôi quang và kiếm quang trước sau đánh lên ngực lão giả bán thánh, lão giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lôi Lâm vội vàng hóa thành một đạo lôi quang đi tới trước mặt Dương Diệp, giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Dương Diệp, nước mắt không ngừng chảy, khóc rất thương tâm. Bởi vì từ nhỏ tới giờ, nàng ta chưa từng bị ai bắt nạt tới vậy. Khóe miệng Dương Diệp không ngừng co rúm, bởi vì toàn thân Lôi Lâm có điện, vốn điện lưu này không thể làm tổn thương đến hắn, nhưng vì lúc trước Lôi Lâm đã cắn nuốt quá nhiều thần lôi màu đen, hắn phát hiện, Lôi Lâm so với trước kia thì cường đại không biết bao nhiêu lần. Ít nhất thì hiện tại cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm bình thường tuyệt đối không dám đỡ lôi điện mà nàng ta thi triển ra. Sau khi bảo Lôi Lâm trốn vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả bán thánh, lão giả bán thánh đó chưa chết. Nhưng trước ngực lão đã có một lỗ kiếm to bằng nắm đấm, lỗ kiếm đã xuyên qua toàn bộ thân thể lão giả bán thánh, có thể cho khiến người ta từ bên kia nhìn thấy cảnh tượng bên này. Dương Diệp không thất vọng, bởi vì nếu bán thánh dễ giết như thì đã không gọi là bán thánh. Chấn giới thạch, người không ngờ có chấn giới thạch. Thiên Viêm và lão giả bán thánh sắc mặt lúc này đều cực kỳ khó coi, chấn giới thạch. Diệp Dương này thực lực đề thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời còn là kiếm ý thiên cấp. Trong lòng bọn họ cũng không coi là gì. Bởi vì bọn họ là bán thánh, chênh lệch giữa bán thánh và hoàng giả cảnh cho dù là kiếm ý thiên cấp cũng không thể bù đắp được, trừ phi là kiếm ý thiên cấp tam trọng. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hoàng giả cảnh cửu phẩm đối đầu với hoàng giả cảnh cửu phẩm, hơn nữa đối phương còn là kiếm tu, một kiếm tu khủng bố. Hai người không còn tự tin và thong dong như trước nữa, có chăng chỉ là sự ngưng trọng. Tuân giới thạch chính là chỉ bảo của thánh đường, sao có thể trên tay ngươi? Thiên Viêm trầm giọng hỏi. Vù! Trả lời Thiên Viêm là một đạo kiếm quang như màn mưa, từ chân trời chút xuống, như phô thiên cái địa đè lên đám người Thiên Viêm. Càn rỡ! Thiên Viêm giận dữ, cùng lão giả bán thánh bên cạnh lão thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lúc này căn bản không làm gì được Dương Diệp. Thậm chí hai người còn bó tay bó chân khắp nơi, bởi vì kiếm khí của Dương Diệp thật sự là quá mức khủng bố, nếu bọn họ vẫn là bán thánh, tất nhiên sẽ không sợ, nhưng bọn họ hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Trong cùng cấp, không ai không kiêng kỵ kiếm khí của Dương Diệp. Tàn sát, không chết không ngừng. 2. Khi Dương Diệp và hai người Thiên Viêm giao chiến, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp dưới sự khống chế của tâm niệm hắn, trực tiếp giết vào trong đám người hỏa linh tộc. Sau đó bắt đầu công kích. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần là người hắn nhìn thấy thì đều là kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy thì đều đáng chết. Huyền giả của hỏa linh tộc liên tiếp chết đi, không đến một lúc, hơn 100 cỗ thi thể đã nằm ngổn ngang dưới đất. Diệp Dương, hỏa linh tộc ta và ngươi không đội trời chung. Hai mắt lão giả bán thánh đỏ rực, rít lên, người của hỏa linh tộc vốn đã ít, đặc biệt là nam tử. Mà hiện tại không đến một lúc đã chết hơn 100, cộng với lúc trước thì tổng cộng đã có gần 500 người của hỏa linh tộc đã chết. Điều này đối với toàn bộ chủng tộc hỏa linh tộc mà nói không nghi ngờ gì nữa là một tai họa lớn. Vào một khắc tiểu man chết, ta đã không đội trời chung với hỏa linh tộc người rồi. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí lóe lên, nháy mắt đã tới trước mặt lão giả bán thánh, lão giả bán thánh hoảng hốt, kiếm khí này lão đã tự mình lĩnh giáo qua, nếu bị đánh trúng. Tuy lão không chết, nhưng khẳng định sẽ bị thương thêm, đến lúc đó, ít nhất phải cần 2 viên hỏa tinh thạch ngàn năm mới có thể khôi phục. Bởi vì tốc độ của kiếm khí thật sự quá nhanh, có muốn né cũng không kịp, lão giả bán thánh chắp hai tay lại, sau đó đột nhiên ấn ra ngoài, một đạo trưởng ấn hỏa diễm xuất hiện, va chạm với kiếm khí của Dương Diệp. Sau một tiếng nổ, kiếm khí và trưởng ấn hỏa diễm cùng tiêu tán trong không trung, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Diệp Dương, hát ngươi dám. Đột nhiên, Thiên Viêm gầm lên, sau đó biến mất tại chỗ. Bởi vì Dương Diệp đã hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong đám ngư rời hỏa linh tộc, sau khi Dương Diệp nhảy vào trong đám huyền giả hỏa linh tộc thì.
chính là đồ sát một cách trắng trợn. Kiếm quang bắn ra, Đờ Cu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Không ai có thể chống đỡ được kiếm khí của Dương Diệp, cho dù là một số cường giả hoàng giả cảnh. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại đám người nam tử đeo mặt nạ và Từ Chỉ Tình. Nam tử đeo mặt nạ đang định lên tiếng thì một đạo kiếm khí đã trực tiếp xuyên thủng ngực hắn, khiến cả người hắn cứng đờ. Nam tử đeo mặt nạ nhìn ngực mình, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm và lão giả bán thánh đang đánh với Dương Diệp, nói. Vốn là ta cho rằng ngươi giết được Hạ Hầu Hiên chỉ là nhờ may mắn, nhưng ta sai rồi. Không ngờ ta đứng thứ tư trên thánh bảng của thánh đường mà không ngờ lại phải chết ở đây, càng không ngờ là ta ngay cả một chiêu của ngươi cũng không đỡ được. Dứt lời thì tắt thở. Không ai biết, một vị thiên tài đứng thứ tư trên thánh bảng của thánh đường cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở Hỏa Linh tộc. Chỉ không đến mấy hơi thở, huyền giả Hỏa Linh tộc trong sân kẻ chết người chạy, khắp nơi đều là cảnh tượng tán loạn. Thiên trưởng lão và dự trưởng lão không làm gì được hắn nữa. Rồi, nhìn Dương Diệp đang kịch chiến với hai vị bán thánh, Từ Chỉ Tình hít sâu một hơi, sau đó ấy ra một tấm phù lục. Nhưng nàng ta không dẫn nộ tấm phù lục đó. Đây là của gia gia nàng ta, cũng chính là tộc trưởng của Hỏa Linh tộc cho nàng ta, chỉ cần nàng ta dâng nô, lão sẽ ngay lập tức tới bên cạnh nàng ta. Nhưng, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng ta không muốn dùng. Bởi vì gia gia của nàng ta đang bế quan, đã mấy trăm năm rồi, hiện tại lão vẫn chưa ra, khẳng định là đang đến thời khắc mấu chốt. Từ Chỉ Tình do dự, rất nhanh, sắc mặt nàng ta thoải mái hơn. Nhiều, bởi vì Dương Diệp ở trong sân đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Kịch chiến với hai vị bán thánh, Dương Diệp quả thật đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Hắn có thể chống lại hai vị bán thánh, chính yếu là vì hắn cường hành để thăng thực lực, đồng thời dùng tới trấn giới thạch, hơn nữa mỗi lần ít nhất cũng là 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau, cộng với nhục thân vô cùng cường đại của hắn. Nhờ những thứ này hắn mới có thể vừa đánh với hai vị bán thánh, đồng thời giết được rất nhiều người của Hỏa Linh tộc. Nhưng, tất cả đều cần phải có vô số huyền khí để duy trì. Lúc ban đầu còn có thể duy trì, nhưng đến bây giờ, bất kể là trảm thiên bạt kiếm thuật, hay là trấn giới thạch, đều tiêu hao rất nhiều huyền khí, bởi vậy, huyền khí trong cơ thể hắn đã không còn lại được bao nhiêu. Cứ đánh tiếp thì ta chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp không ngừng vung kiếm trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa ta nhất định sẽ bị phản phệ. Muốn báo thù cho tiểu man thì ta phải sống. Nghĩ vậy, Dương Diệp phung trường kiếm, sau khi phát ra một đạo kiếm khí, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía xa. Thiên Viêm sau khi một trường đánh nát kiếm khí, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu, lập tức phẫn nộ quát. Diệp Dương, cho dù ngươi là nhi tử của thánh chủ thánh đường thì Hỏa Linh tộc ta cũng sẽ giết ngươi. Dứt lời, hai người hóa thành một ánh cửa đuổi theo Dương Diệp. Sau khi ba người một trước một sau rời đi, Từ Chỉ Tình thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua những thi thể trong sân, một tia dữ tợn và thống khổ đột nhiên xuất hiện trong hai mắt nàng ta. Người của Hỏa Linh tộc vốn đã càng ngày càng ít, hiện tại lại bị đồ sát nhiều như vậy, ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí là trăm năm mới có thể khôi phục được nhiều nhân khẩu như vậy. Triệu tập tất cả cường giả và trưởng lão trong thế giới nham tương, toàn lực vây giết Diệp Dương này, bất kể hắn là ai. Hỏa Linh tộc ta cũng sẽ không chết không ngừng với hắn. Thanh âm của Từ Chỉ Tình vang vọng như tiếng sấm tại đây. Đồ sát Hỏa Linh tộc ngươi. 1. Sau khi đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, thực lực chỉnh thể của Dương Diệp đã đề thăng không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, tốc độ của hắn lúc này không hề kém hai người Thiên Viêm. Tất cả huyền giả Hỏa Linh tộc ngăn người này lại. Thanh âm của Thiên Viêm truyền ra xa xa. Vô số huyền giả Hỏa Linh tộc nối tiếp nhau cản trước mặt Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, Thiên Viêm lại vội vàng nói. Tất cả huyền giả Hỏa Linh tộc lui lại, đừng cản hắn. Bởi vì huyền giả Hỏa Linh tộc cản trước mặt Dương Diệp cơ hồ là không có sức hoàn thủ thì đã bị Dương Diệp một kiếm chảm sát. Dương Diệp lúc này, người dưới bán thánh cơ hồ đều là một kiếm miểu sát. Dương Diệp thi triển tốc độ đến cực hạn, cả người được kiếm quang bao bọc, giống như một đạo lưu quang. Lao nhanh về xa xa. Hắn đi qua đâu là tất cả huyền giả Hỏa Linh tộc vội vàng tránh ra tới đó, căn bản không dám đi lên ngăn cản. Sau nửa canh giờ, Thiên Viêm và lão giả bán thánh ngừng lại, hát bởi vì Dương Diệp đã biến mất rồi. Ngoài vài dặm trước mặt hai người là một dãy núi cao ngất trong mây,
ở đỉnh cao nhất của dãy núi, mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm đang phun đi trào. Hắn chạy trốn tới Vạn Hỏa Sơn Mạch. Lão già bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói, Vạn Hỏa Sơn Mạch là từ mấy vạn tòa núi lửa tạo thành, ở bên trong đây cho dù là si cường giả bán thánh cũng không dám tùy tiện bước vào, bởi vì những núi lửa này nếu phun trào, uy lực của nó cho dù là cường giả bán thánh cũng có thể bị trọng thương. Đương nhiên, nếu là bình thường, những núi lửa này sẽ không phun trào, nhưng nếu có ai đó dẫn nổ. Người bình thường tuyệt đối không dám làm vậy, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào là tìm chết. Nhưng Diệp Dương này, hai người do dự, bởi vì một khi Diệp Dương này là chó cùng rứt dậu, dẫn nổ núi lửa, cho dù chỉ dẫn nổ một ngọn trong đó thì dù là bọn họ không vẫn lạc cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hiện tại phải làm gì? Lão già bán thánh đột nhiên muốn nói gì đó. Dị biến xuất hiện. Sắc mặt của Thiên Viêm và lão già bán thánh biến đổi, bởi vì cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt lại trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời, một cỗ kiếm ý cực kỳ cường đại đã bao phủ bọn họ. Một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức cho dù là hai người cũng chỉ có thể cảm giác được chứ không nhìn thấy được. Vù! Sau khi hai người phục hồi lại tinh thần, mắt hai người trợn lên, đặc biệt là lão giả bán thánh, trong mắt lão toàn là vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, bởi vì một thanh kiếm đang cắm vào ngực lão. Kiếm ý thiên cấp trong nháy mắt đã phá vỡ sinh cơ của ngũ tạng lục phủ lão, mà sinh cơ trong cơ thể lão cũng như thủy triều bị rút đi. Mà ở phía sau lão giả bán thánh chính là Dương Diệp. Diệp Dương! Thiên Viêm gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên đánh ra, trực tiếp nện vào ngực Dương Diệp, cả người Dương Diệp giống như lên rời cung, bay thẳng ra xa. Có điều khi Dương Diệp bay ra, một luồng sáng hiện lên, sau đó thì thi thể của lão giả đó biến mất tại chỗ. Thiên Viêm đứng ngẩn ra, khí tức cả người giống như bão táp tùy ý phá hoại chung quanh, nhưng lại không dám đuổi theo. Lúc trước Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bọn họ, sau đó một kiếm giết chết lão giả bán thánh đó, điều này khiến cho trong lòng lão dâng lên cảm giác sợ hãi. Một bán thánh cứ như vậy bị một huyền giả vừa đề thăng tới hoàng giả cảnh giết chết. Nếu một kiếm lúc trước là nhằm vào mình. Nghĩ vậy, trán Thiên Viêm túa mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì lão không nắm chắc 100% có thể chống đỡ được một kiếm đó. Lần này, lão thật sự đã có chút sợ hãi. Cho tới bây giờ, trong lòng lão vẫn còn sợ. Nhìn dãy núi lửa, Thiên Viêm đứng yên tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó thân hình khẽ động, biến mất. Với sức của một mình Thiên Viêm, lão căn bản không dám tiến vào dãy núi lửa, trừ sợ Dương Diệp dẫn nổ núi lửa, đồng quy vu tận với lão ra, lão cũng thật sự rất kiêng kỵ năng lực che giấu khí tức của Dương Diệp. Ngay cả cường giả bán thánh cũng không thể nhận thấy được, thực lực che giấu khí tức của người này thật sự là rất khủng bố. Dương Diệp sau khi tiến vào dãy núi lửa, thấy Thiên Viêm không đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngực mình, lúc này ngực hắn đã lõm vào, biến thành một hình dạng quỷ dị, không chỉ trước ngực, long lân ở sau lưng cũng vỡ nứt nghiêm trọng. Lúc trước giao thủ với hai bán thánh, toàn thân trên dưới hắn đã phải chịu công kích của họ, nếu không phải nhục thân cường hãn, hắn sớm đã trở thành một đống thịt nát rồi. Tuy không trở thành thịt nát, nhưng lúc này nhục thân của hắn cũng chi chít vết thương, không chỉ trên người, cho dù là trong cơ thể cũng xuất hiện vấn đề, bởi vì cường hành đề thăng tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn bởi vì không theo kịp sự đề thăng của cảnh giới cho nên hoặc nhiều hoặc ít có một chút tổn thương. Nếu là bình thường, chút thương thế này, với trình độ cường hãn của nhục thân, căn bản là không cần phải bận tâm. Nhưng hiện tại bị hai bán thánh khiến cho trọng thương, vết thương trong ngoài cơ thể dồn lại, đó chính là đã thương lại càng thêm thương. Đây vẫn không phải là điều nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là, cảnh giới hiện tại của hắn đang bắt đầu hạ xuống. Hoàng giả cảnh bát phẩm. Hoàng giả cảnh lục phẩm. Hoàng giả cảnh nhất phẩm. Khi hạ xuống tới hoàng giả cảnh nhất phẩm, Dương Diệp cảm thấy cảnh giới vẫn hạ tiếp, điều này khiến cho hắn biến sắc, nếu hạ xuống dưới hoàng giả cảnh. Vậy ở hỏa linh tộc này hắn sẽ chết chắc. Bởi vì cảnh giới không đến hoàng giả cảnh, hắn căn bản không thể dùng sức của một người xông ra khỏi thế giới nham tương của hỏa linh tộc, mà hạ xuống tôn giả cảnh thì hắn làm thế nào để đối kháng với bán thánh của hỏa linh tộc. Quan trọng nhất là, làm thế nào để báo thù cho Tiểu Man. Tên đầu sỏ gây ra cái chết của Tiểu Man lúc này vẫn chưa chết. Dựa vào một hòn đá to, Dương Diệp lật cổ tay. Mấy trăm viên đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện trước mặt hắn, vẫn chưa đủ,
hắn lại lấy ra băng phách mà nữ tử của nhân ngư tộc tặng hắn, không chút do dự nuốt xuống luôn. Băng phách vào cơ thể, toàn bộ thân thể Dương Diệp đột nhiên ngưng kết thành một tầng băng xương. Trong cơ thể, vô số năng lượng từ trong băng phách tỏa ra, sau đó từng đợt ùa vào kinh mạch trong cơ thể hắn. Năng lượng ẩn chứa bên trong băng phách rất cường đại, không hề kém hỏa tinh thạch ngàn năm, thậm chí so với hỏa tinh thạch ngàn năm còn cường đại hơn, sức phá hoại cũng khủng bố hơn hỏa tinh thạch ngàn năm, bởi vì lúc này Dương Diệp không chỉ kết một tầng băng xương rất dày ở ngoài cơ thể mà ngay cả ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt trong cơ thể không ngờ cũng bắt đầu kết băng. Nếu là người bình thường, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, chỉ sợ còn chưa kịp hấp thu năng lượng bên trong băng phách thì đã bị hàn khí làm cho đông lạnh tới hồn phi phách tán. Cũng may Dương Diệp bất kể là nhục thân, hay là ngũ tạng lục phủ và kinh mạch, xương cốt trong cơ thể đều hơn xa cường giả hoàng giả cảnh bình thường. Bởi vậy, tuy hàn ý do băng phách sinh ra khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Năng lượng của băng phách vẫn không đủ, Dương Diệp vẫn điện cuồng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm ở trước mặt. Dưới tác dụng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp cảm thấy khí tức của mình vẫn đang hạ xuống, nhưng tốc độ so với lúc trước thì đã chậm đi ít nhất mấy chục lần. Lại qua một khắc, khí tức của hắn đã dần dần ổn định, không chỉ không hạ nữa mà dưới sự cung cấp năng lượng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm, còn lờ mờ có dấu hiệu đề thăng. Cảm giác được điều này, tảng đá trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng đã được bỏ xuống. Một ngày trôi qua, Dương Diệp đã hấp thu đại bộ phận năng lượng của băng phách, cảnh giới cũng đạt tới hoàng giả cảnh nhất phẩm. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Phù Cẩm Tiên, vận khí của ngươi cũng tốt thật, lúc trước không chết. Dương Diệp không lựa chọn động thủ, không phải vì không muốn, mà là lúc này không thích hợp, bởi vì năng lượng băng phách trong cơ thể hắn vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn đần, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn vẫn đang bị đông lại. Tuy đã không nghiêm trọng, có thể khiến huyền khí vận hành, nhưng lúc này nếu cường hành vận chuyển huyền khích nhất định sẽ khiến kinh mạch bị tổn thương. Ngươi muốn giết ta? Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng vào Dương Diệp, thần sắc tự nhiên, không còn vẻ ngả ngớn trước kia. Ngươi thấy sao? Dương Diệp nói, trong cơ thể thì cố gắng hấp thu năng lượng của băng phách và đá năng lượng siêu phẩm. Phù Cẩm Tiên đi tới cách trước người Dương Diệp ba trượng, huyền khí trong cơ thể nàng ta đang vận chuyển. Nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, nói. Ngươi không phải huyền giả nghịch chủng, là bọn thiên mị đã sai. Nghe lời ngươi nói thì ngươi hình như muốn biết ta là ai. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Nghe đồn ở huyền giả đại lục, có một kiếm hoàng, trút sát Hạ Hầu Hiên đứng thứ ba trên thánh bảng của thánh đường, đồng thời còn từng dùng thực lực cường giả tôn giả cảnh liên thủ cùng một huyền giả nghịch chủng trút sát một trưởng lão bán thánh của thánh đường. Mà kiếm hoàng này không chỉ nắm giữ kiếm ý thiên cấp nhị trọng, còn lĩnh ngộ kiếm vực, trên người còn có trấn giới thạch. Ngươi là Dương Diệp, đúng không? Kiếm hoàng Dương Diệp, không đúng, ngươi còn có một danh hiệu, được gọi là kiếm ma, ta cảm thấy, cái danh xưng kiếm ma này thích hợp với ngươi hơn. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói. Không ngờ danh khí của ta lại lớn như vậy, ngay cả ở hỏa linh tộc cũng có người biết. Nghe thấy Dương Diệp thừa nhận. Trong mắt Phù Cẩm Tiên hiện lên vẻ hưng phấn, nói. Đúng là ngươi, ngươi đúng là Dương Diệp. Ngươi có ý gì? Dương Diệp nhíu mày nói. Chúng ta có thể hợp tác. Phù Cẩm Tiên nói. Người của Thánh Đường là tử địch của người, cũng là tử địch của ta, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi quá yếu. Dương Diệp nói rất thẳng thắn. Phù Cẩm Tiên hơi biến sắc, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trước Dương Diệp một mình độc chiến với hai bán thánh. Nàng ta không thể không thừa nhận, đối phương có tư cách nói nàng ta như vậy. Trầm ngâm một lúc, nàng ta nói. Ta biết ta rất yếu, nhưng ta vẫn có tư cách hợp tác với ngươi. Ngươi có biết hay không, nếu không có sự hỗ trợ của ta, ngươi căn bản là không trốn thoát khỏi hỏa linh tộc. Dương Diệp nói. Ai nói ta muốn trốn? Phù Cẩm Tiên trong lòng rất kinh hãi, nàng ta sao không biết ý tứ của Dương Diệp? Lập tức trầm giọng nói. Ta có thể nói với ngươi rằng, hỏa linh tộc đã thông chi cho cường giả bán thánh đang ở bên ngoài về hỏa linh tộc, hiện tại đã có một bán thánh về hỏa linh tộc rồi, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều bán thánh sẽ về nhanh, khi đó, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đứng lên, những khối băng trên người hắn lập tức hóa thành muốn mảnh vụn. Phù Cẩm Tiên trong lòng kinh hãi,
nàng ta không ngờ Dương Diệp này khôi phục nhanh tới vậy. Lúc này, Dương Diệp nói, Tiểu Man đã chết, lấy mạng của toàn bộ người Hỏa Linh tộc ra để đền bù cũng không đủ. Ta đã đáp ứng với Tiểu Man là không giết ngươi, ngươi đi đi. Nói xong, Dương Diệp bước ra ngoài. Phù Cẩm Tiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Đồ sát Hỏa Linh tộc của ngươi. Ngươi đứng lại. Phù Cẩm Tiên đột nhiên quát to, vừa quát xong, Phù Cẩm Tiên. Liền hối hận, người trước mắt này là sát thần, với loại khẩu khí này của mình, nếu hắn vạn nhất khó chịu trực tiếp động thủ thì phải làm sao? Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Sao? Thấy Dương Diệp không có ý muốn động thủ, trong lòng Phù Cẩm Tiên liền thả lỏng, tổ chức lại suy nghĩ trong lòng, sau đó nói. Ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng người có nghĩ tới hay không, lúc này trong Hỏa Linh tộc ít nhất cũng có 3 vị bán thánh, hơn nữa còn có khả năng có đem cường giả bán thánh sắp về. Một mình người dù mạnh tới mấy thì có thể giết được 3 vị bán thánh sao? Chẳng lẽ lại muốn dùng bí pháp để cường hành đề thăng thực lực? Cho dù ngươi dám dùng bí pháp để cường hành đề thăng thực lực, nhưng ngươi có dám đảm bảo, mình vẫn có thể như lúc trước chạy thoát khỏi tay của 3 vị bán thánh sao? Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ngươi nói có lý. Nói xong, hắn xoay người bước vào sâu trong núi lửa. Phù Cẩm Tiên cắn môi, đi theo. Cảm thấy Phù Cẩm Tiên đang đuổi theo, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cùng ngươi giết người của Thánh Đường, còn cả người của Hỏa Linh tộc nữa. Sắc mặt Phù Cẩm Tiên lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Người của Thánh Đường hại ta cửa nát nhà tan, lại hủy đi một đời của ta, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt, mà Hỏa Linh tộc, ha ha, lúc trước khi phu quân và con của ta bị mấy người của Thánh Đường giết, Hỏa Linh tộc không chỉ không giúp ta báo thù, còn bảo ta đừng báo thù, để không cho ta đi giết người của Thánh Đường. Mấy năm nay luôn nhốt ta ở Hỏa Linh tộc, ta hận tất cả. Dương Diệp nói, tao ngộ của ngươi đáng để người ta phải đồng tình, nhưng, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đối với Thánh Đường, hay là Hỏa Linh tộc, ngươi đều chỉ trở thành gánh nặng của ta. Phù Cẩm Tiên nói, ta biết thực lực của ta yếu, nhưng ngươi đừng quên, ta là một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại ở Hỏa Linh tộc, ta có thể trở thành nội ứng của ngươi. Tìm hiểu tình huống trong Hỏa Linh tộc cho ngươi. Chờ ngươi sau khi giải quyết chuyện của Hỏa Linh tộc rồi, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta cũng có biện pháp tiến vào Thánh Đường, khi đó, ngươi chẳng khác nào có thêm nội ứng ở Thánh Đường. Ngươi muốn báo thù như vậy à? Dương Diệp nhìn thẳng vào Phù Cẩm Tiên, hỏi. Phù Cẩm Tiên nói. Ta sở dĩ sống nhục tới mới giờ chỉ là vì muốn báo thù, chỉ cần có thể báo thù, ta có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù là trở thành kỹ nữ đê tiện. Dương Diệp nói, bất chấp bản thân trở thành đề tiện cũng không báo được thù đâu. Muốn báo thù thì phải có thực lực cường đại, có thực lực cường đại người mới có thể báo được thù trên ý nghĩa chân chính. Phù Cẩm Tiên cười buồn bã, nói, ngươi cho rằng ta không biết đạo lý này sao, nhưng ta có thể làm gì được chứ? Thiên phú của ta chỉ có thể tính là trung đẳng, hơn nữa không được Hỏa Linh tộc cung cấp tài nguyên. Có thể đạt tới hoàng giả cảnh cũng là ta hết lần này tới lần khác dùng thân thể để đổi lấy. Dương Diệp, ngươi là cơ hội cuối cùng của ta, bởi vì không có sự trợ giúp của ngươi, ta không giết được người của Hỏa Linh tộc, càng không giết được người của Thánh Đường. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngươi, cho dù là chuyện khuất nhục thế nào cũng được. Bán rẻ thân xác của ngươi thì sao? Dương Diệp nói, chỉ cần ngươi cần, ta lúc nào cũng được. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói. Trở về đi, ta nếu muốn rời khỏi Hỏa Linh tộc sẽ liên hệ với ngươi. Ngày sau ngươi có thể báo thù hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ta sở dĩ giúp ngươi cũng là vì Tiểu Man. Trừ bởi vì Tiểu Man ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hiểu rõ loại thống khổ không thể báo thù này, giống như lúc trước đối mặt với Bách Hoa Cung và Nguyên Môn vậy. Có thể nói. Sở dĩ hứa giúp Phù Cẩm Tiên, phần lớn nguyên nhân ta bởi vì hắn nổi lòng trắc ẩn. Ta sẽ không để người phải giúp ta không công đâu. Phù Cẩm Tiên nói xong câu này, xoay người rời đi. Phù Cẩm Tiên đi rồi, tay phải Dương Diệp vung lên, một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, xuất hiện cùng kiếm linh còn có lão giả bán thánh lúc trước bị hắn đánh lén mà chết. Kiếm linh nói,
ngươi thật sự muốn luyện chế lão thành kiếm nô à? Tuy ta có thể luyện chế được, nhưng ngươi có thể thu phục được lão không? Xác suất thành công của ta là bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nghĩ nghĩ rồi nói. Không tới ba thành, tinh thần lực và linh hồn lực của cường giả bán thánh rất mạnh, cho dù là bán thánh đã chết cũng rất mạnh. Tuy ngươi hiện tại đã là hoàng giả cảnh, nhưng chênh lệch với cường giả bán thánh trên các phương diện vẫn rất lớn. Nếu một khi không thành công, ngươi sẽ bị phản phệ, khi đó hậu quả rất nghiêm trọng. Ba thành à? Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Luyện. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, gật đầu, sau đó hai tay kết thành một thủ ấn kỳ dị rồi ấn về phía thi thể của bán thánh, vô số đạo kiếm khí nhỏ như lông châu từ trong thủ ấn hiện ra, cuối cùng hội tụ tới thi thể của cường giả bán thánh. Dương Diệp có thể cảm giác được, những tờ kiếm này đang biến đổi thi thể của bán thánh. Phù Cẩm Tiên nói rất đúng, hắn hiện tại căn bản không thể đối kháng với toàn bộ cường giả bán thánh của Hỏa Linh tộc, hắn lúc này nếu như xông vào Hỏa Linh tộc, kết quả tốt nhất chính là giết được vô số huyền giả của Hỏa Linh tộc, sau đó thì bị cường giả bán thánh của Hỏa Linh tộc liên thủ đuổi giết. Hiện tại kiếm ý của hắn đã giảm xuống đến thiên cấp nhất trọng, nếu hạ nữa thì kiếm ý sẽ không có hiệu quả với cường giả bán thánh. Hơn nữa khi đó, không chỉ kiếm ý giảm xuống, cảnh giới khẳng định cũng sẽ hạ xuống tôn giả cảnh, dù sao lúc này hắn đã không còn hỏa tinh thạch ngàn năm và băng phách. Và lại, lúc trước sở dĩ có thể đối kháng với hai bán thánh và bất ngờ giết chết một bán thánh, một bộ phận nguyên nhân là rất lớn là bởi vì hai người thiên viêm không biết thực lực của hắn, bị hắn giết cho trở tay không kịp. Mà hiện tại, đối phương đã biết thực lực chân chính của hắn, muốn giống như lúc trước đánh lén giết chết bán thánh, khả năng khẳng định là không lớn. Tóm lại, muốn báo thù cho Tiểu Man thì không thể làm bừa. Nghĩ đến Tiểu Man, một cỗ lệ khí bất giác sộc lên hai mắt Dương Diệp. Thiên viêm lão cẩu, người chờ đó. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, sát ý trong mắt tuôn trào. Tiểu Man cứu hắn một mạng, ân tình còn chưa kịp trả, nhưng không ngờ, Tiểu Man lại vì hắn mà chết. Hắn biết, Tiểu Man lúc ấy sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ là do vì áy náy, náy náy vì hiểu lầm mà ra tay với hắn. Nhưng nha đầu ngốc đó căn bản không biết rằng hắn chưa bao giờ trách nàng ta cả. Nhân tình này làm sao trả được đây? Không trả được nữa rồi. Bởi vì Tiểu Man đã chết, điều hắn hiện tại phải làm chính là báo thù cho Tiểu Man. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát ý và sự thô bạo trong lòng, gạt đi những suy nghĩ rối ren, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Hiện tại hắn phải chờ Kiếm Linh luyện chế thi thể của bán thánh này thành kiếm nô, sau đó mang tới cho Hỏa Linh tộc một kinh hỉ thật lớn. Hỏa Linh tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện, một lão già tóc trắng sắc mặt xanh mét, nhìn thiên viêm ở trước mặt lão rồi phẫn nộ quát. Không đến hai canh giờ, Hỏa Linh tộc ta không ngờ lại chết nhiều người như vậy, còn tổn thất một bán thánh, thiên viêm, ngươi rốt cuộc là làm cái gì thế? Sắc mặt thiên viêm rất khó coi, nói. Lâm Hộ Pháp, cái này phải trách cháu gái của đồng phần, ai mà ngờ rằng, nàng ta không ngờ dẫn huyền giả nghịch chung về Hỏa Linh tộc chúng ta. Còn cả đồng phần và đại trưởng lão nữa. Lúc trước bọn họ luôn bao che cho huyền giả nghịch chủng Diệp Dương đó, bởi vậy mới cho Diệp Dương thời cơ để nắm lấy. Đây đều là do đồng phần và cháu gái hắn. Ngươi là nói đồng phần cấu kết với huyền giả nghịch chủng. Lão già tóc trắng nói. Thiên viêm nói. Cho dù hắn không cấu kết với huyền giả nghịch chung thì cũng là cháu gái hắn dẫn huyền giả nghịch chung về Hỏa Linh tộc, còn hắn bao che cho huyền giả nghịch chủng là sự thật. Hỏa Linh tộc ta hiện giờ sở dĩ chết nhiều người như vậy. Đồng phần hắn khó tránh được có liên quan. Thiên viêm, huyền giả nghịch chủng đó vừa tấn thẳng đến hoàng giả cảnh à. Lúc này, một lão giả bán thánh khác đột nhiên nói. Thiên viêm gật đầu, nói. Lúc ấy, trời giáng thần lôi, hắn chính là đang độ kiếp. Lão giả bán thánh đó nhíu mày nói. Không thể, huyền giả nghịch chủng thực lực kém nhất cũng đều là hoàng giả cảnh, hắn sao có thể độ kiếp của hoàng giả cảnh ở Hỏa Linh tộc ta. Thần sắc thiên viêm trở nên lạnh lùng, nói. Xích hỏa, người có ý gì? Lão già tên là Xích hỏa nói. Diệp Dương đó có thể không phải là huyền giả nghịch chủng. Xích hỏa, sao lại nói vậy? Lão già tóc trắng nói. Xích hỏa trầm giọng nói. Trước đó, huyền minh của thánh đường và một bán thánh tự ý xông vào Hỏa Linh tộc, lúc ấy lý do của bọn họ là đuổi theo một huyền giả tôn giả cảnh.
lúc đó ta cho rằng bọn họ là đang trêu ta, muốn tìm cớ để vào hỏa linh tộc ta. Nhưng hiện tại nghĩ lại, người bọn họ tìm có thể chính là Diệp Dương đó. Bởi vì nếu Diệp Dương đó đúng là khủng bố như Thiên Viêm ngươi nói, vậy thì có thể giải thích được chuyện hai người huyền minh với thực lực bán thánh mà không làm gì được hắn. Không thể. Thiên Viêm nói. Nếu hắn không phải huyền giả nghịch chủng, vậy sao lại xuất hiện thần lôi màu đen? Nếu hắn không phải huyền giả nghịch chủng, sức chiến đấu của hắn sao có thể khủng bố như vậy? Ngay cả bán thánh của chúng ta cũng bị uy hiếp. Lão già tóc trắng nói. Tuy nữ nhân xếp thứ nhất trên thánh bảng của thánh đường cũng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng Thiên Viêm ngươi dám nói là người nhất định có thể giết được nàng ta không? Minh nữ. Thiên Viêm hơi biến sắc. Sự khủng bố của nữ nhân đó lão đã tận mắt chứng kiến, lúc trước có một bán thánh suýt chút nữa thì ăn quả đắng trong tay nàng ta. Lão nói, ta thừa nhận, trên đời này quả thật có một số yêu nghiệt không thể dùng logic bình thường để luận. Nhưng Diệp Dương đó sao có thể đánh đồng với Minh Nữ? Minh Nữ đó có thể không phải là người của thế giới chúng ta, chẳng lẽ Diệp Dương đó cũng không phải người của thế giới chúng ta? Chỉ là, có khả năng đó sao? Đợi đã. Xích Hỏa đột nhiên nói. Thiên Viêm, người nói Diệp Dương đó dùng kiếm, hơn nữa còn có kiếm ý thiên cấp nhị trọng. Thiên Viêm gật đầu. Lão già tóc trắng và Xích Hỏa nhìn nhau, Xích Hỏa hít sâu một hơi, nói. Ta biết hắn là ai rồi. Là ai? Thiên Viêm nói. Xích Hỏa đột nhiên chỉ vào Thiên Viêm, giận dữ quát. Hồ đồ, cháu gái chuyện và ngươi quả thực chính là hỗn đản, hắn căn bản không phải là huyền giả nghịch trùng. Mà là kiếm hoàng đến từ huyền giả đại lục, cũng chính là kiếm hoàng Dương Diệp đã đánh bại rất nhiều thiên tài trên thánh bảng của thánh đường. Dương Diệp, Thiên Viêm sửng sốt, nói. Sao có thể như vậy, hắn không phải ở huyền giả đại lục sao? Hắn sao dám đến thánh địa, hắn sao có thể? Lão già tóc trắng nói. Nếu ta đoán không sai, hắn đã tới thánh địa, người của thánh đường sở dĩ đuổi giết hắn, hẳn là vì trấn giới thạch trên người hắn. Bởi vì huyền không chết ở huyền giả đại lục, chính là do hắn và một huyền giả nghịch chủng liên thủ chu sát, tất nhiên, trấn giới thạch đã rơi vào tay hắn. Thiên Viêm ngẩn ra, sau đó nói. Chẳng trách, ta lúc trước còn luôn tò mò vì sao trên người hắn lại có trấn giới thạch, thì ra hắn là Dương Diệp của huyền giả đại lục. Giữa hắn và hỏa linh tộc ta không có ân oán, hiện tại thì tốt rồi, bởi vì đứa cháu gái ngu xuẩn của ngươi, hỏa linh tộc ta không chỉ chết nhiều người như vậy. Còn có thêm một kẻ địch điên cuồng. Các ngươi có biết người này ở huyền giả đại lục còn có danh hiệu là kiếm ma không? Bởi vì hắn một khi điên lên thì căn bản sẽ bất chấp mọi hậu quả, cho dù là lưỡng bại câu thương thì hắn cũng không chùn bước. Xích Hỏa trầm giọng nói. Thiên Viêm cả giận nói. Xích Hỏa, người có ý gì, chẳng lẽ tất cả đều là do chúng ta mà ra à? Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Hỏa cũng cả giận nói. Người của thánh đường vốn không phải là hạng tốt lành gì, huyền giả đại lục và bọn họ lưỡng bại câu thương là tốt nhất, nhưng cháu gái của ngươi thì làm ngược lại, cứ muốn ra tay với hắn, mà ngươi thì còn giết tiểu man có ơn cứu mạng với hắn. Trước tiên không nói đồng phần sau khi trở về sẽ làm thế nào với ngươi, cho dù là Dương Diệp đó hiện tại cũng chính là một đại phiền toái. Chẳng lẽ hỏa linh tộc ta lại phải sợ một Dương Diệp hắn ư? Thiên Viêm cả giận nói. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, mà là vấn đề đáng hay không đáng. Xích Hỏa nói, vốn là chúng ta có thể không cần phải đối địch với hắn, thậm chí còn có thể lợi dụng hắn để kiềm chế thánh đường, hiện tại thì hay rồi, chúng ta không chỉ không lợi dụng được hắn, mà còn trở thành tử địch với hắn. Đứa cháu gái đó của ngươi đúng là đáng chết. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trưởng lão tóc bạc đột nhiên nói. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta là làm thế nào để trừ bỏ người này chứ không phải là gây ra nội loạn ở đây. Hai người trầm mặc. Đi, ba người chúng ta liên thủ tới dãy núi lửa tìm kiếm, ngoài ra thông chi cho các trưởng lão còn lại về hỏa linh tộc, Dương Diệp này chúng ta phải trừ bỏ, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Vạn Hỏa Sơn Mạch. Người xác định muốn nhận bán thánh này làm kiếm nô. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp đứng trước mặt nàng ta, trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói, kiếm nô cấp bán thánh, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn, bất kể là như thế nào ta cũng phải thử một chút. Cẩn thận một chút, nếu thật sự không được thì bỏ đi, bằng không sẽ có tổn hại rất lớn đối với thần hồn và tinh thần của ngươi. Kiếm Linh nói, yên tâm, nếu thật sự không được,
ta sẽ bỏ cuộc. Dương Diệp đi đến trước thi thể của bán thánh, tâm niệm khẽ động, thần hồn và tinh thần lực hóa thành một luồng sáng xanh bắn vào mi tâm của thi thể bán thánh. Khi thần hồn lực và tinh thần lực tiến vào mi tâm của thi thể bán thánh, trong thi thể bán thánh đột nhiên tuôn ra một cỗ thần hồn lực và tinh thần lực cực kỳ dồi dào thuận theo thần hồn lực của Dương Diệp tiến vào trong mi tâm Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đồng thời lộ ra vẻ mặt đau đớn. Tuy cường giả bán thánh đó đã vẫn lạc, nhưng lực lượng linh hồn và tinh thần lực bởi vì do kiếm linh mà không tiêu tán, chỉ yếu hơn nhiều so với trước kia, hơn nữa đã bị xóa đi ý thức chủ quan. Tuy là vậy, nhưng cường giả hoàng giả cảnh bình thường vẫn không thể áp chế được. Nếu Dương Diệp là hoàng giả cảnh bình thường, như vậy đã đủ để khiến hắn thần hồn bị hao tổn, thậm chí trực tiếp trở thành ngu ngốc. Bởi vì nhờ kiếm ý, hắn bất kể là thần hồn lực và tinh thần lực hay là ý chí lực, đều hơn xa cường giả hoàng giả cảnh bình thường, bởi vậy, hắn mới có thể chịu đựng sự trùng kích của lực lượng tinh thần và lực lượng thần hồn của cường giả bán thánh. Muốn thật sự biến thi thể của bán thánh này thành kiếm nô, hắn cần phải in dấu một dòng thần hồn và tinh thần vào trong cơ thể thi thể của bán thánh. Đương nhiên, đây không phải là một điều đơn giản, bởi vì bất kể là cường giả bán thánh hay là huyền giả bình thường, thần hồn và lực lượng tinh thần của bọn họ đều sẽ phản kháng theo bản năng. Điều này cần một quá trình thống khổ, bởi vì hắn lúc này phải đối mặt với bán thánh. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt của Dương Diệp càng lúc càng trắng, trên trán và mặt lấm tấm mồ hôi, mà thi thể của bán thánh thì hơi run rẩy. Đột nhiên, kiếm linh canh giữ ở bên cạnh Dương Diệp biến sắc, ngọc thủ của nàng ta nhẹ nhàng vung lên, ba luồng kiếm quang xuất hiện ở dưới chân nàng ta và Dương Diệp cùng với thi thể bán thánh, tiếp theo, ba người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi được 3 giây, Thiên Viêm và Xích Hỏa cùng với Lâm Hộ Pháp xuất hiện ở vị trí lúc trước của Dương Diệp. Lão già tóc trắng quét nhìn chung quanh, trầm mặc một lúc rồi sau đó nói. Nơi này có khí tức của Dư trưởng lão, còn có khí tức của một vị không thuộc về nhân loại, Dương Diệp đó có thể có người giúp đỡ. Giúp đỡ? Thiên Viêm nói. Là bán thánh à? Lão già tóc trắng lắc đầu, nói. Không rõ. Tóm lại, người này có thể giết chết Hạ Hầu Hiên đứng thứ 3 trên thánh bảng của thánh đường, lại có thể khiến đám người Huyền Minh thúc thủ vô sách, lúc trước lại có năng lực đánh lén giết chết được Dư trưởng lão, hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Còn nữa, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận với năng lực che giấu khí tức của hắn, các ngươi đều phải để tinh thần lực tràn ra bên ngoài cơ thể, ở bên ngoài cơ thể cũng phải tạo một lồng huyền khí, đừng để lật thuyền trong mương. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa gật đầu. Tuy Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, nhưng bọn họ lại không dám có chút khinh thị. Tách ra tìm, sau khi tìm được hắn thì đừng động thủ vội, chờ ba người chúng ta tụ tập rồi đồng loạt ra tay, tranh thủ một kích lấy mạng hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Còn nữa, các ngươi phải cẩn thận đó, nhớ lấy. Lão già tóc trắng nói xong câu này, thân hình khẽ run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa cũng thân hình khẽ run lên, biến mất tại chỗ. Bên trong một tòa núi lửa, kiếm linh mang Dương Diệp và thi thể của bán thánh đứng trên một hòn đá to, phía dưới bọn họ mấy trăm trượng là một mảng nham thạch nóng chảy đang sôi sục, sóng nhiệt ngút trời ùa vào mặt, có điều cũng may những sóng nhiệt này đều bị kiếm linh dùng kiếm khí cản lại. Hả? Đột nhiên, kiếm linh khinh ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nham thạch nóng chảy đang sôi sục bên dưới. Nham thạch nóng chảy giống như sóng chiều đang cuộn trào, ở bên dưới đợt này tiếp nối đợt kia chảy cuồn cuộn. Không ngừng vỗ vào vách đá đen xỉ bên dưới. Mà ở phía dưới nham thạch nóng chảy mơ hồ có thể thấy được có thứ gì đó đang từ từ chuyển động. Dưới nham thạch nóng chảy có sinh vật. Kiếm linh nhíu mày. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, một con hỏa long to mấy trăm trượng được tạo thành từ nham thạch nóng chảy bay vút lên cao. Sinh vật hoàng cấp. Dương Diệp mở mắt, kiếm linh đột nhiên nói. Lo việc của ngươi đi, còn lại cứ giao cho ta. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng dậm lên đá, cả người giống như một chiếc lá chậm rãi nhẹ nhàng bay ra, linh động phiêu giật không gì tả xiết. Kiếm linh bồng bềnh trên không trung, nhìn hỏa long đang xông lên, cũng không thấy nàng ta có động tác gì, một thanh linh kiếm từ linh khí biến thành xuất hiện trước người nàng ta. Ngọc thủ, nắm lấy thanh linh kiếm vừa biến hóa ra đó, môi hồng khẽ mở. Nhân kiếm. Dứt lời, kiếm linh và thanh kiếm này cùng biến mất. Hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía hỏa ong ở bên dưới. Ở bên cạnh,
đồng tử Dương Diệp co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn không ngờ không thể phân biệt rõ kiếm linh và kiếm trong tay nàng ta, nói một cách chính xác là hắn cảm thấy kiếm linh lúc này chính là kiếm trong tay nàng ta, kiếm trong tay nàng ta cũng chính là kiếm linh và kiếm trong tay nàng ta đã trở thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm linh và kiếm quang từ kiếm trong tay nàng ta biến ảo thành tiếp xúc với hỏa long trong ánh mắt của Dương Diệp, chỉ trong một cái chớp mắt, đạo kiếm quang đó đã chui vào trong cơ thể hỏa long, tiếp theo thì từ phần đuôi của hỏa long chui ra. Hỏa long khựng lại tại chỗ, yên lặng. Hỏa long trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số nham thạch nóng chảy phân tán ra bốn phía. Mạnh quá! Dương Diệp thu hồi ánh mắt, trong đầu vẫn nhớ lại một màn lúc trước, vào một khắc trước đó, tốc độ của kiếm linh không kém gì quang chi kiếm tốc của hắn, thậm chí là còn nhanh hơn. Quan trọng nhất là uy lực đó, không hề kém chí mệnh nhất kích tam trọng. Còn có một điểm, bản thân kiếm linh không có kiếm ý, không có huyền khí, nàng ta chỉ đơn giản là dựa vào tốc độ và lực lượng, nhưng cho dù là vậy, một kiếm này vẫn có thể đạt tới uy lực khủng bố như vậy. Nếu là hắn thi triển, cộng với kiếm ý, lại thêm chí mệnh nhất kích, rồi thêm cả quang chi kiếm tốc thì sao? Không nghi ngờ gì nữa, uy lực của một kiếm này tuyệt đối hơn xa 15 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, trừ phi là 20 đạo, thậm chí là nhiều đạo trảm thiên bạt kiếm thuật hơn gộp lại mới có thể có được uy lực như vậy. Xuất kỳ bất ý, thậm chí ngay cả cường giả bán thánh cũng có thể một kích mất mạng. Chờ chuyện kết thúc, tìm kiếm linh nói chuyện. Dương Diệp gạt bỏ tạp niệm trong đầu và trong lòng, bắt đầu chuyên tâm đối phó với thần hồn và lực lượng tinh thần của thi thể bán thánh. Sau khi một kiếm miểu sát hỏa long, sắc mặt kiếm linh vẫn không hề thả lỏng, ngược lại càng ngưng trọng hơn. Bởi vì bên dưới nham thạch nóng chảy, có càng lúc càng nhiều thân ảnh khổng lồ đang nhúc nhích, giống như tùy thời sẽ lao tới. Ngọc thủ của kiếm linh vươn về phía trước, nhẹ nhàng vung vẩy, theo sự vung vẩy của ngọc thủ, từng đạo linh kiếm dài bằng cánh tay xuất hiện trên ngọc thủ của nàng ta, mà không đến hai hơi thở, đã có tới gần 20000 thanh linh kiếm. Những linh kiếm này đi tới bên ngoài nham thạch nóng chảy, sau đó nhanh chóng hợp thành một kiếm trận hình tròn bao phủ lên bên ngoài nham thạch nóng chảy. Chấn! Kiếm linh quát khẽ một tiếng, ngọc thủ đột nhiên ép xuống dưới. Bên trong kiếm trận hình tròn đột nhiên bộc phát ra vô số đạo kiếm quang đâm vào trong nham thạch nóng chảy, lập tức, những tiếng kêu rên vang lên trong nham thạch nóng chảy, những thân ảnh khổng lồ này không ngừng trùng kích kiếm trận hình tròn, khiến cho kiếm trận kêu vù vù. Nhưng đáng tiếc, kiếm trận vẫn kiên cố vững chắc như trước. Rất nhanh, những sinh vật ở phía dưới nham thạch nóng chảy không trùng kích kiếm trận hình tròn nữa mà bơi sâu vào trong nham thạch nóng chảy. Kiếm linh nhìn nham thạch nóng chảy một lúc, sau đó bấm tay búng một cái, kiếm khí giống nhau lông châu chui vào trong nham thạch nóng chảy. Cứ như vậy, sau chừng một khắc, kiếm linh nhíu chặt mày, bởi vì những dòng kiếm khí của nàng ta vẫn chưa chui được xuống tới đáy. Lại qua thêm hai khắc, kiếm linh hơi biến sắc. Bởi vì dòng kiếm khí đó của nàng ta đã bị một cỗ lực lượng thần bí chấn nát. Sao thế? Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên bên tai nàng ta. Kiếm linh quay đầu lại nhìn, ở bên cạnh Dương Diệp có một lão giả đi theo, chính là lão giả bán thánh đó. Thành công rồi à? Kiếm linh hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Nếu chưa đạt tới hoàng giả cảnh, ta chắc chắn sẽ phải chết, có điều sau khi đạt tới hoàng giả cảnh. Ta đã có thể chống cự tại thần hồn và lực lượng tinh thần của bán thánh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì thần hồn và lực lượng tinh thần của lão đều không có ý thức bản thể, cái gọi là phản kháng cũng chỉ là phản kháng theo bản năng, bởi vậy, không tạo thành khó khăn quá lớn đối với ta. Đó là do thực lực của bản thân lão không mạnh. Kiếm linh nói, nếu là Mạc lão sư phụ ngươi, hoặc là Lục Ngôn, người vừa tiếp xúc với thần hồn và lực lượng tinh thần của bọn họ lập tức sẽ biến thành ngu ngốc. Dương Diệp cười khổ, không tiếp tục đề tài này nữa, mà nhìn về phía nham thạch nóng chảy, nói. Ngươi lúc trước thần sắc ngưng trọng như vậy, chẳng lẽ là dưới đáy nham thạch nóng chảy có thứ gì đó đáng sợ à? Kiếm linh nói. Phía dưới ít nhất có hơn 1000 sinh vật nham thạch hoàng cấp, hơn nữa có thể còn có sinh vật cấp bán thánh. Dương Diệp hơi biến sắc, nói. Sao có thể như vậy, hơn 1000 cường giả hoàng cấp, bán thánh? Nếu hỏa linh tộc có lực lượng khủng bố như thế này thì sao phải e ngại thánh đường đó? Kiếm linh nói. Ta không rõ, có điều người nghĩ đi, hỏa linh tộc nếu chỉ có thực lực như trước đó bọn họ thể hiện ra ngoài, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị giết vô số lần rồi.
mà lúc trước đám người huyền minh của thánh đường cũng không dám cố xông vào hỏa linh tộc, chắc hắn hỏa linh tộc này còn có con bài chưa lật gì đó, con bài chưa lật này có lẽ là cái khác, hoặc cũng có là chính là dãy núi lửa này. Lòng Dương Diệp hơi trầm xuống, dãy sơn mạch này ít nhất cũng có hơn vạn tòa núi lửa, nếu trong mỗi một tòa núi lửa đều có nhiều sinh vật nham thạch hoàng giả cảnh như vậy, vậy hỏa linh tộc này không khỏi hơi quá khủng bố rồi. Chúng ta phải mau chóng đi tìm bản thể của ta. Kiếm Linh đột nhiên nói. Ta cảm thấy bản thể của ta đã sắp không chấn áp được những huyền giả nghịch chủng đó rồi. Chờ bọn họ xông tới, có thể việc họ muốn làm đầu tiên chính là hủy diệt ta, bởi vì ta có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Giết Thiên Viêm đó rồi chúng ta sẽ đi. Dương Diệp nói. Có người đến. Kiếm Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nói. Là Bán Thánh. Nhiều nhất trong 10 hơi thở nữa sẽ đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Nô Bán Thánh, mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Tới đúng lúc thật. Nhất Phiêm Mạc Lão, 1. Sau 10 hơi thở, xích hỏa xuất hiện ở vị trí lúc trước Dương Diệp đang đứng. Quát nhìn chung quanh, xích hỏa nhướng mày nói. Lúc trước chính là nơi này truyền ra động tĩnh lĩnh, sao giờ lại không thấy ai? Xích hỏa không ngừng quan sát chung quanh. Ở bên ngoài cơ thể lão là một lồng huyền khí mỏng manh, đồng thời, tinh thần lực của lão hóa thành từng tia tỏa ra bên ngoài, hợp thành một lồng phòng hộ cực to bao phủ chung quanh. Cho dù là một sinh vật nhỏ hơn kiến cả trăm lần xuất hiện ở chung quanh lão, lão cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Quan sát chung quanh một hồi, xích hỏa nhìn về phía nham thạch nóng chảy, trầm mặc một lúc, nói. Nơi này từng phát sinh chiến đấu, còn là chưa lâu, người này nhất định vẫn chưa trốn được xa. Dứt lời, hắn thu hồi tinh thần lực, định rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt xích hỏa đột nhiên biến đổi. Bởi vì cảnh giới của lão trong nháy mắt đã trở thành hoàng giả cảnh. Ngay lập tức, xích hỏa biết mình bị mai phục, cơ hồ là theo bản năng, một đạo hỏa diễm từ trong cơ thể lão bắn ra theo hình tròn rồi đột nhiên bùng nổ. Năng lượng khủng bố cường đại trong hỏa diễm khiến cho tất cả không khí trong không gian chung quanh xích hỏa nháy mắt bị bốc hơi lên. Ngay cả không gian cũng lờ mờ có dấu hiệu vỡ nát. Chạm. Một đạo kiếm khí đánh lên trên hỏa diễm, ầm một tiếng, tiếp theo trong sân vang lên một tiếng rên khẽ, sau đó một bóng người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, biến mất ở miệng núi lửa. Xích hỏa hơi ngây ra, vươn tay ra, một ít chất lỏng màu đỏ tươi xuất hiện trong tay lão. Người quả nhiên đã bị trọng thương. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi, xích hỏa trong nháy mắt đã minh bạch. Dương Diệp đó lúc trước cường hành để thăng thực lực, lại bị hai người Thiên Viêm làm khiến cho trọng thương, nói cách khác, hắn lúc này nhất định đã bị thương nặng. Xích hỏa càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không chút do dự, thân hình khẽ động, ra khỏi miệng núi lửa, vừa ra khỏi miệng núi lửa, lão đã ngẩn người, bởi vì cách trước mặt lão xa có một người đang đứng, người này chính là Dư trưởng lão, mà ở cạnh Dư trưởng lão có một người, tuy chưa từng gặp Dương Diệp. Nhưng lão liếc một cái đã nhìn ra người này chính là Dương Diệp. Bởi vì trên người Dương Diệp vẫn đang tỏa ra kiếm ý sắc bén. Thế này là sao? Xích hỏa nhíu mày nói. Lão Dư, không phải Thiên Viêm nói ngươi đã chết rồi à? Lão Dư, nói. Kẻ này lúc ấy quả thật đã khiến ta bị thương nặng, nhưng không giết được ta, hắn chỉ dùng bí pháp khống chế ta, sau đó muốn luyện chế ta thành khôi lỗi. Đáng tiếc, hắn quá mức tự phụ. Không chỉ không luyện chế được ta thành khôi lỗi, còn bị lực lượng tinh thần của ta phản phệ, có điều kẻ này cũng có chút năng lực, thoát khỏi được tay ta. Ta ở dãy sơn mạch này tìm kiếm hồi lâu, lúc trước nghe thấy ở đây có động tĩnh nên nhanh chóng đi tới, không ngờ bị ta cản lại. Thật vậy à? Trong mắt xích hỏa hiện ra vẻ đề phòng, nói. Hắn hiện tại đã chết chưa? Lão Dư lắc đầu, nói. Chưa, ta chưa lại cho hắn một hơi thở. Chuẩn bị mang về hỏa linh tộc. Giao hắn cho ta được không? Xích hỏa bỗng nhiên nói. Đương nhiên rồi. Tay phải, lão Dư, ném một cái, Dương Diệp trực tiếp bay về phía xích hỏa, mà lúc này, xích hỏa đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ về phía Dương Diệp, cơ hồ là cùng lúc, một đạo kiếm khí từ trong tay Dương Diệp bắn ra, va chạm với đạo chưởng ấn đó. Không chỉ như vậy, vào giây phút Dương Diệp xuất thủ, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở chung quanh. Cảnh giới của xích hỏa trong nháy mắt bị áp chế thành hoàng giả cảnh. Trường ấn và kiếm khí tiêu tán, mà lúc này, lão Dư, đó đột nhiên xuất thủ, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến bạo bắn về phía xích hỏa biến sắc, nói.
ngươi không phải Lão Dư, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy đang khiếp sợ, nhưng lão xuất thủ không chậm, song trưởng đánh ra ngoài, hai đạo hỏa diễm màu đỏ mang theo ánh cửa ngút trời xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ nơi này. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Theo một tiếng gầm của Dương Diệp, một đạo kiếm khí xuất hiện, xé rách hỏa diễm này ra một lỗ hổng cục lớn, sau đó bắn thẳng vào xích hỏa ở bên trong hỏa diễm. Dương Diệp căn bản không dám lưu thủ, vừa ra tay đã chính là 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chồng nhau cộng với Chí Mệnh Nhất Kích Tam Trọng, đồng thời vận dụng Quang Chi Kiếm Tốc. Có thể nói, đây là một kích mạnh nhất của hắn hiện tại. Đồng tử xích hỏa co rút lại, hai tay chống lên nhau, đột nhiên đánh ra, một đạo trưởng ấn năng lượng hỏa diễm xuất hiện đánh lên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Ầm, một tiếng nổ vang lên, kiếm khí và trưởng ấn năng lượng hỏa diễm đột nhiên bùng nổ, sóng khí cường đại khuếch tán, chấn cho xích hỏa ở trung tâm sóng khí liên tục lui về phía sau. Mà lúc này, kiếm nô bán thánh của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt xích hỏa, không thi triển bất kỳ huyền kỹ gì, kiếm nô bán thánh trực tiếp dùng quyền đánh về phía xích hỏa. Xích hỏa lúc này căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể dùng song quyền đánh trả, lấy cứng trọi cứng với kiếm nô bán thánh. Ầm, hai quyền chạm nhau, xích hỏa trực tiếp bay ngược ra ngoài, lúc này lão chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, sao có thể địch nổi kiếm nô cấp bán thánh. Diệt. Tay phải kiếm nô bán thánh cách không tóm về phía xích hỏa, một thủ trảo cực lớn trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện ở trên đỉnh đầu xích hỏa, sau đó hung tợn tóm xuống. Tốc độ của cự trảo cực nhanh, xích hỏa lúc này căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể cố đỡ. Cút! Xích hỏa gầm lên một tiếng, một cỗ hỏa diễm từ trong cơ thể lão ùa ra, hỏa diễm đón gió to ra, hóa thành một con cự long to mấy trăm trượng phóng lên cao, đâm về phía cự trảo của kiếm nô bán thánh. Cùng lúc đó, người lão lướt đi, chạy nhanh về phía sau. Lão biết rõ, sau khi cảnh giới bị trấn áp, lão căn bản không phải là đối thủ của khôi lỗi bán thánh trước mắt này, càng đừng nói tới bên cạnh còn có một Dương Diệp có thể tạo thành uy hiếp đối với lão. Cho nên có cơ hội thì lão lập tức rút ngay. Có điều lão chung quy không thể được như ước nguyện, bởi vì khi lão vừa định rút lui, một đạo kiếm khí rạch phá trường không, nháy mắt đã tới trước mặt lão, khiến lão không thể không xuất thủ ngăn cản. Cút đi cho ta. Xích hỏa gầm lên giận dữ, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra, quyền này vừa ra, không gian sụp đổ, khe không gian cường đại trong nháy mắt đã cắn nuốt đạo kiếm khí đó của Dương Diệp, có điều xích hỏa lại phun ra một ngụm tinh huyết, cũng chính vì vậy mà người khựng lại, kiếm nô bán thánh lại xuất hiện trước mặt lão, cùng lúc đó, một đạo quyền ẩn to chừng trăm trượng một đường xé rách không gian, mang theo khí tức khủng bố hung hăng đánh về phía hắn. Trên mặt xích hỏa đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn, song trưởng chấn động, ống tay áo vỡ vụn, song trưởng này trong nháy mắt trở nên đỏ rực, giống như huyền thiết được nung đỏ. Chết đi! Xích hỏa gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên đánh ra, hai cột lửa to chừng mấy chục trượng từ song trưởng của hắn xuất hiện, cột lửa cũng một đường xé rách không gian, sau đó va chạm với cực lớn trong không trung. Ầm! Chỗ va chạm, không gian trong nháy mắt sụp xuống, không chỉ như vậy. Còn nhanh chóng lan ra, không đến một hơi thở, không gian trong phạm vi trăm trượng đều bị chấn cho đổ sụp. Có điều rất nhanh, những không gian vừa vỡ vụn này được lực lượng pháp tắc sửa chữa phục hồi, giống như chưa hề có gì xảy ra. Xích hỏa muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc, kiếm nô bán thánh đã nhanh hơn lão một bước, cuốn chặt lấy lão, sau đó các loại công kích giống như hạt mưa trút xuống người lão, khiến lão không còn cơ hội đào tẩu. Mà lão bởi vì do cảnh giới hạ thấp nên này căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực vốn có của lão, bởi vậy ngay từ đầu đã bị kiếm nô bán thánh áp chế. Bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng dũng động, đang chuẩn bị xuất thủ thì một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh hóa thành hình người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi! Dương Diệp không hiểu. Kiếm linh vươn tay ra tóm một cái, một thanh linh kiếm xuất hiện trên tay nàng ta, nói. Động tĩnh ở đây quá lớn, trong mấy hơi thở mà chúng ta không đi thì hai gã bán thánh còn lại sẽ tới. Nói xong, kiếm linh và thanh huyền kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang rực rỡ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Xích hỏa đang giao thủ với kiếm nô bán thánh đột nhiên biến sắc, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Tiếp theo, một đạo kiếm quang đã tới trước mặt lão theo bản năng dùng song trưởng đánh ra, sau đó. Phù, một tiếng. Kiếm quang xuyên qua ngực lão. Cả người xích hỏa cứng đờ tại chỗ,
sinh cơ trong cơ thể lão bị rút đi như thủy triều. Đi thôi. Kiếm Linh nhẹ nhàng vung tay, thi thể của Xích Hỏa trực tiếp biến mất. Dương Diệp lúc này cũng không nói nhiều, chỉ nhìn thoáng qua Kiếm Linh, sau đó mang theo kiếm nô bán thánh và Kiếm Linh biến mất tại chỗ. Sau ba hơi thở, lão già tóc trắng và Thiên Viêm xuất hiện ở vị trí Dương Diệp đứng lúc trước. Xích Hỏa đã chết rồi. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Hắn có người giúp đỡ. Thiên Viêm cắn răng, gằn giọng nói. Lão già tóc trắng hai mắt khép hờ, nói. Một đạo khí tức trong đó là khí tức của cường giả bán thánh, ngoài ra còn có đạo khí tức, lúc trước từng xuất hiện, không phải bán thánh, nhưng tại rất mạnh. Hai người chúng ta không thể đuổi theo nữa, hắn có trấn giới thạch, lại có hai cường giả tương trợ, cho dù đuổi được thì chúng ta cũng không làm gì được bọn họ cả. Nói đến đây, lão già tóc trắng mở mắt, nói. Ta hiện tại cuối cùng đã biết thánh đường vì sao lại liên tiếp thất thủ trên người người này. Thực lực của người này chỉ là thứ yếu, khủng bố nhất vẫn là thiên phú của hắn. Hắn hiện tại chỉ 20 tuổi nhưng đã có thực lực khủng bố như vậy. Từ trình độ nào đó mà nói, thiên tài của U Minh Thập Điện cũng không bằng được hắn. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn triệt để trưởng thành rồi, chỉ sợ sẽ lại là một tổ sư kiếm tông thứ hai. Khi đó, Hỏa Linh tộc ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thiên Viêm nói, hay là chúng ta phái cường giả tới Huyền Giả Đại Lục, bắt thân nhân của hắn để đối phó hắn. Ngươi muốn chết à? Lão già tóc trắng đột nhiên quát. Ngươi có biết vị bán thánh của Đại Lục khủng bố cỡ nào không? 10 vị bán thánh của Thánh Địa hợp lực cũng không thể giết được hắn, tới Huyền Giả Đại Lục. Tất cả trưởng lão bán thánh của Hỏa Linh tộc chúng ta chỉ sợ cũng chẳng làm gì được đối phương. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua? Thiên Viêm không cam lòng nói. Hắn giết nhiều người của Hỏa Linh tộc ta như vậy, lại giết hại vị bán thánh của Hỏa Linh tộc, việc này nếu truyền ra, đối với Hỏa Linh tộc ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa là vô cùng nhục nhã. Về Hỏa Linh tộc, chờ những trưởng lão còn lại trở lại đã. Lão già tóc trắng nhìn vào sâu trong dãy núi lửa, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Hai tay Thiên Viêm siết chặt, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Nhìn vào sâu trong dãy núi lửa đó, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Một lúc sau mới chịu xoay người rời đi. Không giao à, vậy lấy Hỏa Linh tộc ra để bồi táng. Một, ta đã quá xem nhẹ thực lực của cường giả bán thánh. Trên một khối đá to, Dương Diệp nhìn thi thể của trưởng lão Xích Hỏa trước mặt, trầm giọng nói. Vốn lúc trước ở trong núi lửa, hắn chuẩn bị đánh lén đối phương, nhưng không được, đối phương quá cảnh giác. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không thể đánh lén, có điều hắn không muốn bỏ cuộc, bởi vậy hiện thân giao thủ một chiều với Xích Hỏa, lần giao thủ đó hắn đã bại. Có điều đây cũng là nằm trong dự kiến của hắn, bởi vậy, hắn lập tức rút lui. Sau khi ra khỏi miệng núi lửa, hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào kiếm nô bán thánh xuất kỳ bất ý, nhưng không ngờ, lòng cảnh giác của đối phương lớn tới vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cường công. Nhưng càng không ngờ, cho dù cảnh giới của đối phương bị áp chế thành hoàng giả cảnh, nhưng vẫn có thể chống lại sự liên thủ của hắn và kiếm nô bán thánh. Hắn biết, hắn đã quá xem nhẹ thực lực chân chính của cường giả bán thánh. Kiếm Linh nói, cường giả bán thánh được tính là tồn tại đỉnh phong nhất trên thế giới, tuy trong bán thánh cũng có yếu có mạnh, nhưng cho dù là cường giả bán thánh yếu cũng không phải dễ dàng bị giết chết như vậy. Ngươi nếu không sử dụng nhiên ý, nhiều lắm chỉ có thể đối kháng một lúc với cường giả bán thánh, nhưng thời gian kéo dài, người tất sẽ bại. Cho dù người sử dụng nhiên ý, đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, nếu giao thủ chính diện, người vẫn không thể giết được một vị bán thánh thật sự, thậm chí thời gian mà kéo dài thì người bại hơn phân nửa vẫn sẽ là ngươi. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết, giữa ta và bán thánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, ta hiện tại nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình trước mặt bán thánh. Kiếm Linh nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt. Thực lực hiện tại của ngươi mạnh cỡ nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi, từ trước tới giờ, Kiếm Linh không hề xuất thủ, bởi vậy, hắn trong tiềm thức cho rằng thực lực của Kiếm Linh không mạnh, nhưng lúc trước Kiếm Linh xuất thủ hai lần đã khiến hắn biết được rằng, Kiếm Linh không phải không mạnh, mà là rất mạnh. Ngươi đánh không lại ta. Kiếm Linh nói. Dương Diệp sửng sốt, nói. Ngươi là bán thánh à? Kiếm Linh lắc đầu, nói. Nhiều nhất chỉ tính là hoàng cấp. Vậy, Kiếm Linh nói. Ta nếu giao thủ với ngươi,
ngươi lấy gì ra để đối phó ta? Trảm thiên bạt kiếm thuật, không có ta, ngươi có thể thi triển được một kích mạnh nhất này của ngươi hay không? Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là từ trước tới giờ, hắn quá ỷ lại trảm thiên bạt kiếm thuật, mà thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, phải có vỏ kiếm cổ, nếu không có vỏ kiếm cổ, vậy hắn lấy gì ra để đối kháng với cường giả bán thánh? Kiếm kỹ của ngươi quá ít. Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Phải nói là, kiếm kỹ cường đại ngươi có quá ít, chỉ dựa vào một chiêu trảm thiên bạt kiếm thuật, chung quy là không đủ. Ngươi nói rất đúng. Dương Diệp nói. Chiêu người vừa rồi thi triển cũng rất không tồi, dạy ta đi. Kiếm Tinh nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Không phải ta trước kia không dạy ngươi, mà là trước đó ta không biết. Sau khi tới Thánh Địa, có lẽ là do cách bản thể của ta rất gần, bởi vậy, ký ức của ta đã khôi phục được rất nhiều. Do đó, một số kiếm kỹ cường đại tự động xuất hiện trong đầu ta. Nói đến đây, Kiếm Linh đột nhiên hỏi. Ngươi có phải cảm thấy kiếm đạo của mình rất mạnh hay không? Dương Diệp không rõ Kiếm Linh vì sao lại hỏi như vậy, do dự một thoáng, nói. Cứ coi là vậy đi. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Còn đường kiếm lộ rất dài, ngươi nhiều lắm chỉ có thể xem như mới cất bước mà thôi. Không nói tới những cái này nữa, ta giờ truyền kiếm kỹ đó vào đầu ngươi, ngươi trước tiên tìm hiểu đi đã. Nói xong, Kiếm Kinh bấm tay búng một cái, một luồn hào quang bắn vào trong đầu Dương Diệp. Một dòng tin tức xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Tam tuyệt kiếm quyết, nhân kiếm. Kiếm kỹ này chú ý nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm tức là người, khiến kiếm trở thành một bộ phận của thân thể người, giao cho kiếm sinh mệnh trên ý nghĩa chân chính, khiến kiếm không còn là vật chết. Kiếm Linh nói, người tu hành kiếm kỹ này, so với người thường thì dễ hơn nhiều, bởi vì người tạo nghệ của bởi vì người trên kiếm đạo đã hoàn toàn vượt qua nhân kiếm hợp nhất, người hiện tại chỉ cần làm quen với lộ tuyến vận hành kinh mạch của kiếm kỹ này và kết hợp của ý, khí, thần của kiếm kỹ là có thể thi triển được. Có điều, nếu muốn có uy lực mạnh thì cần người phải tự mình không ngừng luyện tập. Dương Diệp mở mắt, vươn tay ra tóm một cái, một thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cầm kiếm trong tay, Dương Diệp lập tức cảm thấy kiếm trong tay chính là một bộ phận của thân thể mình. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải đơn giản như vậy, bởi vì muốn thi triển ra nhân kiếm này, không chỉ phải người và kiếm hợp nhất, mà còn cần vận dụng lực lượng tinh thần, lực lượng thần hồn, còn cả kiếm ý và huyền khí. Tóm lại, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Kiếm kỹ này là một trong tam tuyệt kiếm kỹ, có phải còn có hai tuyệt khác hay không? Dương Diệp hỏi. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Kiếm Linh đi đến trước thi thể của Xích Hỏa, nói. Nhân kiếm này, tuy ngươi tu luyện không có khó khăn quá lớn, nhưng hai kiếm còn lại thì ngươi lúc này không thể tu luyện. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian để ngươi từ từ tu luyện ở đây, ngươi trước tiên luyện tốt nhân kiếm này này đi đã. Nói xong, Kiếm Linh bấm tay bảo búng một cái, từng đạo kiếm quang chui vào trong thi thể của Xích Hỏa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh, hắn phát hiện. Kiếm Linh này đã trở nên khang khác. Về phần khác thì nào thì hắn không thể nói ra được một cách chính xác, chỉ là cảm giác mà thôi. Lắc đầu, không nghĩ tới những cái này nữa, bởi vì bất kể Kiếm Linh có biến đổi thế nào thì bọn họ lúc này cũng đã đứng trên cùng một con thuyền, chỉ là sau này này cùng lắm thì lưu ý một chút. Một ngày sau, Kiếm Linh đã luyện chế thi thể bán thánh thành kiếm nô, sau đó để Dương Diệp bắt đầu thu phục. Hỏa Linh tộc. Lúc này Hỏa Linh tộc có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, cứ mỗi 10 trượng lại có một cường giả tôn giả cảnh gác, trên không trung lại có một đội ngũ 50 người được tổ thành từ cường giả hoàng giả cảnh tuần tra chung quanh. Trong một đại điện, lúc này ở bên trong có 4 gã bán thánh, phân biệt là Thiên Viêm, lão già tóc trắng, còn có đại trưởng lão và đồng phần vừa vội vã trở về. Lâm Hộ Pháp, người nói cháu gái ta là do Dương Diệp đó giết chết. Đồng phần gần giọng nói. Thiên Viêm nhìn thoáng qua đồng phần, trầm mặc không nói gì. Lâm Hộ Pháp hờ hững nói. Tất nhiên, chẳng lẽ lão phu lại đi lừa ngươi à? Lâm Hộ Pháp hiểu rất rõ, nếu để đồng phần biết cháu gái lão là do Thiên Viêm giết chết, vậy đừng nói tới giết Dương Diệp, đầu tiên trong Hỏa Linh tộc sẽ có nội loạn trước, mà khi đó, Dương Diệp nếu thừa cơ đánh tới, Hỏa Linh tộc sẽ rất bất ổn. Bởi vậy lão và Thiên Viêm quyết định đó chuyện giết Tiểu Man lên đầu Dương Diệp. Hai vị bán thánh liên thủ trấn áp, các huyền giả của Hỏa Linh tộc tất nhiên không ai dám lắm lời.
Như vậy vừa tránh được hỏa linh tộc xảy ra nội loạn, vừa có thể khiến đồng phần bất chấp tất cả mọi giá đi tru sát Dương Diệp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khốn khiếp! Hai mắt đồng phần đỏ rực, không gian quanh người không ngừng rung chuyển. Diệp Dương, tên xúc sinh điên rồ ngươi, tiểu man đầu tiên là cứu ngươi, về sau lại không tiếc trộm hỏa tinh thạch từ tay ta để lo việc tang cho ngươi, mà ngươi thì làm ngược, không ngờ ra tay giết nó. Lão phu tất sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Nói xong, đồng phần muốn lao đi. Chậm đã. Lâm hộ pháp cản đồng phần lại, nói. Dương Diệp này có trấn giới thạch, bên cạnh lại có hai vị cường giả tương trợ, ngươi ra ngoài tìm hắn, kiểu gì cũng là đi chịu chết. Ta triệu tập các ngươi về chính là hy vọng mọi người chúng ta liên thủ với nhau. Ngực đồng phần phập phồng, từng đạo hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể lão lan ra, trong hai mắt đã ngấn lệ. Tiểu Man là cháu gái duy nhất của lão. Ở bên cạnh, Thiên Viêm nheo mắt, lão biết, nếu đồng phần này tới biết Tiểu Man là chết trong tay lão, khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá liều mạng với lão. Tuy lão không sợ, nhưng không muốn liều mạng với người khác, đặc biệt là vào lúc này. Diệp Dương đó chính là Dương Diệp à? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Lâm Hộ Pháp gật đầu, nói. Người này chính là kiếm hoàng Dương Diệp của Huyền Giả Đại Lục. Tuy trước kia đã nghe qua danh khí của hắn, nhưng ta không ngờ hắn lại yêu nghiệt như vậy, có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh để chống tại bán thánh. Còn nữa, bên cạnh người này có hai vị cường giả, hai người này chúng ta cần phải cẩn thận. Đặc biệt hắn còn có trấn giới thạch. Có cần nhờ thánh đường tương trợ không? Thiên Viêm bỗng nhiên nói. Hiện tại trong hỏa linh tộc, tộc trưởng đang bế quan, mấy vị trưởng lão còn lại thì không phải đang dưỡng thương thì cũng là cùng người của thánh đường trấn thủ Huyền Giả nghịch trùng. Với sức của bốn người chúng ta, tuy không sợ Dương Diệp đó, nhưng đừng quên, trong tay hắn có trấn giới thạch, gặp trấn giới thạch này, thực lực của chúng ta sẽ suy giảm mạnh. Không được. Lâm Hộ Pháp nói. Để người của thánh đường tiến vào hỏa linh tộc, không nghi ngờ gì nữa chính là dẫn sói vào nhà. Chí tôn gì đó của bọn họ đã thèm khát món đồ đó của hỏa linh tộc ta đã lâu, không thể cho họ cơ hội được. Và lại, nếu để người của thánh đường đến, vậy Dương Diệp mà chết thì trấn giới thạch nhất định sẽ rơi vào trong tay thánh đường. Chí bảo này cứ để ở hỏa linh tộc ta là thỏa đáng nhất. Hỏa linh tộc ta đã tổn thất rất nhiều người rồi. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Nguyên nhân sự việc ta sẽ không hỏi đến. Các ngươi muốn giết Dương Diệp đó, nhưng có từng nghĩ. Hắn khi ở tôn giả cảnh đã có thể thoát khỏi tay ba bán thánh, mà hiện tại, hắn đã là hoàng giả cảnh, hơn nữa có trấn giới thạch, đồng thời còn có hai vị cường giả tương trợ, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết được hắn sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, một người đột nhiên bước vào trong đại sảnh, nói. Bốn vị trưởng lão, Dương Diệp đó đã tới rồi. Sắc mặt bốn người đồng loạt biến đổi, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Trên một quảng trường rộng lớn, Dương Diệp tay cầm vỏ kiếm cổ, lưng đeo hộp kiếm, ở trước mặt hắn là Hứa Chỉ Tình và Thiên Mị, mà ở phía sau hai nàng là hơn 80 hoàng giả cảnh, còn có hơn 1000 cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp, ngươi không ngờ còn dám tới đây. Thiên Mị lúc này tay đã được chữa khỏi, thương thế trên người cũng đã đỡ, nhưng vết thương trong lòng thì dù có thể nào cũng không thể lành lại. Dương Diệp không thèm để ý tới đối phương, rất nhanh, bốn bóng người xuất hiện trong quảng trường. Dương Diệp, tên xúc sinh ngươi, ta giết ngươi. Đồng phần nhìn thấy Dương Diệp, lập tức nổi giận, đang định động thủ thì lại bị Lâm Hộ Pháp cản lại. Có chút quỷ gì? Lâm Hộ Pháp trầm giọng nói. Đừng manh động vội. Dương Diệp quét nhìn bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thiên Viêm, nói. Tiểu Man là người của hỏa linh tộc, nàng ta có tình cảm với hỏa linh tộc, ta nếu đổ sát người của hỏa linh tộc, nàng ta nhất định sẽ không vui. Cho nên. Ta cho hỏa linh tộc một cơ hội, cũng là cho bản thân ta một cơ hội. Giao Thiên Viêm ra, ta sẽ rời đi. Nếu chúng ta không giao thì sao? Lâm Hộ Pháp trầm giọng nói. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp hỏi, chắc, Lâm Hộ Pháp nói. Dương Diệp gật đầu, tay phải vung lên, hai gã kiếm nô bán thánh xuất hiện, nói, vậy dùng toàn bộ hỏa linh tộc để chôn cùng với Tiểu Man. Bán thánh vẫn lạc, tộc trưởng hỏa linh tộc xuất hiện. Một. Dự trưởng lão, Thiên trưởng lão. Lâm Hộ Pháp đầu tiên là ngây ra, sau đó nhíu mày nói. Không đúng. Nói đến đây, lão nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi không ngờ luyện chế bọn họ thành khôi lỗi.
khôi lỗi bán thánh. Mấy bán thánh đều vô cùng khiếp sợ. Một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện trong sân. Kiếm linh nói, có chân giới thạch, ta có thể cầm chân một vị bán thánh. Rất tốt. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, chân giới thạch xuất hiện, một cỗ lực lượng không tên lập tức xuất hiện ở đây, cảnh giới của mọi người trong sân trong nháy mắt bị áp chế. Chậm đã. Ngay khi Dương Diệp muốn động thủ thì Đồng Phần đột nhiên đứng dậy, nói. Dương Diệp, Tiểu Man có phải do ngươi giết hay không? Nói nhiều với hắn làm gì, giết hắn. Thấy tình thế không ổn, Thiên Viêm động thủ trước, nhưng một đạo hỏa diễm không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện ở trước mặt lão. Lão quay đầu nhìn về phía Đồng Phần vừa xuất thủ, cả giận nói. Đồng lão thất phu, ngươi làm gì thế? Đồng Phần lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Viêm và Lâm Hộ Pháp, nói. Lâm Hộ Pháp, Thiên Viêm lão thất phu, ta không muốn Tiểu Man phải chết uống, việc này ta muốn làm rõ. Lấy đại cục làm trọng. Lâm Hộ Pháp lạnh lùng nói. Bất kể là ai giết Tiểu Man, ta đều phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Đồng Phần không chút yếu thế. Ngươi ngay cả Tiểu Man là bị ai giết cũng không biết à. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, ngươi tùy tiện hỏi một người không phải là biết ngay sao. Đồng Phần vươn tay ra tóm một cái, một huyền giả của hỏa linh tộc bị lão túm trong tay, nói. Là ai giết Tiểu Man? Ta không biết. Tên huyền giả của hỏa linh tộc đó sao dám nói ra? Dầm. Tay Đồng Phần hơi dùng sức, tên huyền giả hỏa linh tộc đó lập tức thần hồn câu diệt. Đồng Phần, người điên rồi sao? Lâm Hộ Pháp cả giận nói. Đồng Phần nói với vẻ dữ tợn. Lâm Hộ Pháp, ta tự nhận thực lực không bằng người, nhưng người tốt nhất đừng ép ta, bằng không, lão tử hôm nay sẽ đồng quy vu tận với người. Ngươi! Lâm Hộ Pháp tức đến nỗi râu run run, nhưng cũng không dám cường hành xuất thủ trấn áp Đồng Phần, bởi vì là ai cũng nhìn ra được, Đồng Phần lúc này đã sắp phát điên. Một người điên thì chuyện gì cũng có thể làm được ra, đặc biệt là Đồng Phần lúc này căn bản không phải cố kỵ gì nữa. Là ta giết. Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên nói. Ta quả nhiên đoán không sai. Hai tay Đồng Phần nắm chặt, khí thế cuồng bạo không ngừng từ trong cơ thể lão trào ra. Đồng Phần, ngươi và cháu gái ngươi chính là tội nhân của hỏa linh tộc ta. Thiên Viêm phẫn nộ quát. Nếu không phải cháu gái ngươi cứu tên Dương Diệp của huyền giả đại lục này về, hỏa linh tộc ta căn bản sẽ không chết nhiều người như vậy. Ngươi có biết hỏa linh tộc ta đã chết bao nhiêu người không? Mấy trăm người đó, hỏa linh tộc ta mất bao lâu mới có thể đào tạo lại nhiều người như vậy? Ngươi có biết hay không? Đồng Phần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Hỏa linh tộc ta đã cứu mạng ngươi, ngươi vì sao lại đổ sát người của hỏa linh tộc? Đây cũng là điều khiến ta tò mò. Đó đại trưởng lão cũng nói. Dương Diệp nhìn người của hỏa linh tộc, nói. Dương Diệp ta ân oán phân mình, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngày đó ta đang độ kiếp, chuẩn bị đột phá hoàng giả cảnh, nhưng cháu gái của Thiên Viêm lão này không ngờ lại tụ tập hơn trăm huyền giả hỏa linh tộc đến đối phó ta. Bọn họ muốn ta chết, biết làm sao được. Ta chỉ có thể giết bọn họ. Lâm Hộ Pháp đó đột nhiên nói. Bất kể là như thế nào, người giết mấy trăm người của hỏa linh tộc ta, lại luyện chế hai vị bán thánh của hỏa linh tộc thành khôi lỗi, thù này, hỏa linh tộc ta phải báo, cho nên, người phải chết. Nói rất đúng, vậy thì chiến đi. Chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra, cùng lúc đó, 100 thanh huyền kiếm từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Hóa thành trăm đạo kiếm quang bắn về phía đám người Lâm Hộ Pháp. Mà hai khôi lỗi bán thánh ở phía sau Dương Diệp tốc độ còn nhanh hơn hắn, đã đi tới trước mặt Lâm Hộ Pháp và đại trưởng lão, triển khai công kích một cách điên cuồng với hai người. Thiên Viêm đang muốn xuất thủ thì lúc này một đạo sóng lửa từ bên cạnh đột nhiên ập tới, lão biến sắc, quay đầu đánh ra một chưởng, chấn nát đạo sóng lửa đó rồi phẫn nộ quát. Đồng Phần, ngươi làm gì thế? Thiên Viêm lão cẩu. Ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Đồng Phần gầm lên một tiếng, lao về phía Thiên Viêm. Rất nhanh, hai người liền quấn lấy nhau. Bởi vì Đồng Phần đột nhiên công kích Thiên Viêm, hơn nữa đại trưởng lão và Lâm Hộ Pháp bị áp chế cảnh giới. Bởi vậy, chiến đấu trong sân trong nháy mắt hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Đồng Phần, ngươi làm gì thế? Lâm Hộ Pháp vừa đối kháng với kiếm nô bán thánh vừa phẫn nộ quát. Ngươi muốn chúng ta toàn quân bị diệt à?
Đông Phân, ta biết người lúc này trong lòng đang tức giận, nhưng xin người hãy lấy đại cục làm trọng, chờ chuyện kết thúc rồi, ta sẽ cùng người đòi lại công đạo. Đại trưởng lão cũng nói, nợ máu phải trả bằng máu. Đông Phân gầm lên giận dữ, căn bản chẳng buồn để ý đến Lâm. Hộ Pháp và đại trưởng lão, dùng phương thức liều mạng điên cuồng công kích Thiên Viêm. Bởi vì cảnh giới của Thiên Viêm lúc này bị áp chế, bởi vậy lão hoàn toàn bị Đồng Phần đánh ép, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể phòng ngự bị động. Chỉ tình, cứ thế này bọn Gia Gia sẽ thua mất. Thiên Mị giọng nói run run, lúc này nàng ta đã sợ thật rồi, bởi vì Dương Diệp ở trước mặt nàng ta cho dù là đối mặt với Gia Gia và mấy vị trưởng lão mà nàng ta luôn phải ngước nhìn cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Tuy đều là hoàng giả cảnh, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận, nàng ta so với Dương Diệp thì kém hơn rất nhiều. Hai tay Từ Chỉ Tình nắm chặt, rất không cam lòng, bởi vì đều là cường giả hoàng giả cảnh, nàng ta lúc này trừ đứng ở bên cạnh mà nhìn ra thì căn bản không thể nhúng tay vào được, cũng không dám bảo những người ở phía sau tiến lên giúp đỡ, bởi vì loại chiến đấu này, bọn họ mà nhúng tay vào thì chỉ có chịu chết. Không ổn. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên thất thanh hét lên. Từ Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rút lại, trong sân, chỉ thấy một bóng người đang bay vút lên trời, đó là Thiên Viêm. Lão cẩu, chết đi. Theo giọng nói của Dương Diệp vang lên, 100 thanh huyền kiếm hóa thành một con kiếm long, mang theo kiếm quang chói mắt bắn về phía Thiên Viêm. Hỏa linh thủ. Đồng phần gầm lên một tiếng, tiếp theo, một bàn tay lửa to cả trăm trượng xé rách không gian, hung hăng vỗ về phía Thiên Viêm. Cản họ lại. Từ Chỉ Tình hoảng hốt, vội vàng gầm lên. Vô số hoàng giả cảnh, không, phải nói là vô số huyền giả tôn giả cảnh không dám do dự, lướt lên trời cao, sau đó thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất của mình, điên cuồng đánh về phía Dương Diệp. Cự long của Dương Diệp lập tức bị vô số người liên thủ đánh nát, mà lúc này. Lại thêm một tiếng nổ, mọi người đảo mắt nhìn, chỉ thấy Thiên Viêm đã bị bàn tay lửa trực tiếp vỗ trúng. Có điều rất nhanh, Thiên Viêm lại đứng lên. Hự! Một ngụm tinh huyết từ trong miệng lão phun ra, Thiên Viêm chỉ vào Đồng Phần, phẫn nộ quát. Đồng Phần, lão thất phu ngươi, ngươi muốn trở thành tội nhân của hỏa linh tộc ta à? Trở thành tội nhân cũng được, tiểu man là vô tội. Thiên Viêm, sau khi ta giết ngươi rồi sẽ đổ sát chín tộc của ngươi. Đồng Phần lúc này đã giống như nhập ma, trong đầu chỉ toàn là lệ khí vô tận, bởi vậy sau khi dứt lời, lão lại lao về phía Thiên Viêm. Đồng tử Thiên Viêm co rút lại, nếu là bình thường, lão tự nhận không sợ Đồng Phần này, nhưng hiện tại, hắn chỉ là hoàng giả cảnh, làm sao mà chống lại được Đồng Phần. Lập tức không dám đánh nữa, thân hình khẽ động, là muốn chạy. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, hắn muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh, vô số tôn giả cảnh đã cản trước mặt hắn. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, trăm thanh huyền kiếm bắn ra. Chui vào trong đám người, sau đó kiếm quang tung hoành, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không đến hai hơi thở, gần trăm tôn giả cảnh chết, chỉ còn lại lưa thưa mấy người. Giải quyết xong kẻ chặn đường, Dương Diệp nhìn về xa xa, thấy Thiên Viêm đã bị Đồng Phần ngăn cản, hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xuất thủ thủ thì. A! Lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Dương Diệp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lâm Hộ Pháp đang từ trên không trung rơi xuống. Bán thánh vẫn lạc, người của hỏa linh tộc ngây dại. Nếu luận về đơn đả độc đấu, thực lực của Lâm Hộ Pháp ở đây có thể nói là mạnh nhất, nhưng chỉ tiếc cảnh giới của lão lúc này bị áp chế, trở thành hoàng giả cảnh, lại bị hai gã kiếm nô bán thánh vây công, về lâu về dài lão tất nhiên không phải là đối thủ. Lâm Hộ Pháp vừa rơi xuống đất, kiếm linh bỏ qua đại trưởng lão, hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt Lâm Hộ Pháp, sau đó thu lấy thi thể của Lâm Hộ Pháp. Đừng quan tâm tới đại trưởng lão, toàn lực chu sát Thiên Viêm. Lão, nghe thấy mệnh lệnh của Dương Diệp, hai gã kiếm nô bán thánh vốn muốn đi vây công đại trưởng lão lập tức thay đổi phương hướng, lao về phía Thiên Viêm. Thiên Viêm hoảng hốt, lão lúc này chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, làm sao mà địch lại được ba vị cường giả bán thánh kiên thủ. Nhưng lão lúc này căn bản là không có biện pháp, bởi vì lão lúc này có muốn trốn cũng không được. Dương Diệp, người đây là tự tìm đường chết. Lúc này, Từ Chỉ Tình đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếp theo, một đạo phù lục từ trong tay nàng ta bay lên không trung. Phù lục ầm ầm vỡ nát. Bảo kiếm nô quay về.
Kiếm Linh đột nhiên quát to, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng và ngưng trọng hiếm thấy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tuy không biết vì sao Kiếm Linh lại như vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin Kiếm Nô, tâm niệm khẽ động, hai gã Kiếm Nô bay về trước mặt hắn. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khổng lồ xuất hiện. Dương Diệp biến sắc, bởi vì cỗ khí tức này rất cường đại, có thể nói, trừ Mạc Lão và Lục Môn ra, đây là khí tức bán thánh cường đại nhất mà hắn từng cảm nhận. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nói. Có cường giả sắp xuất hiện. Mạnh lắm à? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nói. So với sư phụ ngươi thì kém hơn, nhưng cũng không kém hơn là bao. Dương Diệp. Ở bên cạnh, Đồng Phần cũng không ra tay nữa, bởi vì lão biết người sắp xuất hiện là ai. Rất nhanh, một lão già tóc đỏ xuất hiện. Tộc trưởng. Nhìn thấy lão già này, tất cả huyền giả của Hỏa Linh tộc có mặt đều quỳ xuống vái lạy, bao gồm cả Đồng Phần cũng hơi khom người. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp chuyển động điên cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.